Kính thưa quý vị và các bạn, vì một số lý do khách quan nên Thứ trưởng Dũng không có mặt tại trường quay của chúng ta ngày hôm nay. Do vậy, hội thảo của buổi sáng hôm nay xin phép được bắt đầu. Tại phòng họp trực tuyến này, kính mời quý vị cùng theo dõi chuyên đề 2 về bất động sản khu công nghiệp thông minh, gồm có hai hội thảo, một hội thảo buổi sáng và một hội thảo buổi chiều. Và chuyên đề số 3 về các nền tảng và giải pháp số cho đô thị thông minh vào buổi chiều. Buổi sáng nay diễn ra hội thảo số 1 là khu đô thị thông minh tương lai bất động sản thập kỷ 3. Mỗi hội thảo sẽ có các bài phát biểu và tiếp theo là phiên thảo luận. Trong khi các diễn giả phát biểu, nếu quý vị có các câu hỏi nào cho diễn giả thì có thể gõ lên cửa sổ chat hoặc bình luận trong phần livestream của chương trình. Kính thưa quý vị, và sau đây hội thảo khu đô thị thông minh tương lai bất động sản thập kỷ thứ 3 xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang, chủ tịch công ty Hài Hòa, viện trưởng viện khoa học công nghệ Vinasa, nên chia sẻ về xu hướng xây dựng các khu đô thị thông minh trong nước và quốc tế. Xin trân trọng kính mời ông. Xin chào quý vị tham gia hội thảo. Tôi xin trình bày vắn tắt về cái xu hướng xây dựng các cái khu đô thị thông minh quốc tế và trong nước. Tất nhiên là tập trung chính thì sẽ là câu chuyện ở trong nước, và cái tính giảm thì chúng tôi kỳ vọng rằng là các công ty mà các nhà phát triển bất động sản, các công ty xây dựng, những cái người mà góp phần quan trọng để xây dựng lên các cái khu đô thị thông minh sẽ có thể thảo luận về cái chủ đề rất là quan trọng này. Thì tôi xin nói trước hết tôi xin nói qua về tình hình chung và về phát triển các cái khu đô thị thông minh trên thế giới. Thì trước hết là về khái niệm các cái khu đô thị thông minh, thì thời gian gần đây trong nước chúng ta thì chúng ta nói rất là nhiều về cái thành phố thông minh, khái niệm thành phố thông minh và các chủ đề rất là nhiều. Nhưng mà về các khu đô thị thông minh thì chúng ta còn nói nó ít hơn. Thế thì về định nghĩa, trong quan điểm của chúng tôi ở Viện Khoa học Công nghệ Vinasa nghiên cứu trong vòng 5 năm gần đây, thì chúng tôi cần phải xây dựng một cái định nghĩa nó thật là đơn giản để mà mọi người có thể hiểu và có thể triển khai cái ý tưởng khu đô thị thông minh vào trong cuộc sống. Thì chúng tôi định nghĩa rằng là khu đô thị thông minh chính là đô thị chuyển đổi số, tích hợp công nghệ số để làm cho khu đô thị đáng sống, phát triển bền vững. Thì chúng ta khu đô thị, chúng ta nói nhiều khu đô thị cao cấp, khu đô thị xanh, rồi khu đô thị vân vân đáng sống. Thế nhưng mà khu đô thị sáng tạo, chúng ta dùng nhiều thứ nhưng mà chúng ta ở đây hiểu cách đơn giản nhất là chuyển đổi số cái khu đô thị đấy. Thì đấy là cái định nghĩa, và để đạt được các cái mục tiêu cần có. Thì nếu mà quan niệm như vậy thì ở các mức độ khác nhau thì các thành phố trên thế giới đều có các đề án và dự án khu đô thị thông minh. Có những thành phố thì được tiêu chuẩn rất nhiều, là đạt được những thành công đáng kể về chuyện phát triển khu đô thị, phát triển các dự án đô thị thông minh. Nhưng mà nói cho đúng là cái chuyện công nghệ số thâm nhập vào cái môi trường đô thị nó là quá trình đang diễn ra cách khách quan, và tất cả các thành phố trên thế giới đều có các cái tường minh hay không tường minh thì đều có các đề án dự án đô thị thông minh cả. Nhưng mà đặc biệt là những cái khu thành phố thông minh và các cái khu đô thị thông minh thì được nhấn mạnh rất là nhiều ở các cái nước đang phát triển. Thì đây cũng là một cái đặc thù rất là quan trọng. Các nước châu Á, các nước đang phát triển hiện nay lại đang dẫn đầu về các cái nỗ lực đô thị thông minh, chứ không phải là các cái nước tiên tiến. Ở các nước tiên tiến người ta nói về cái này ít hơn, nhưng mà về các cái châu Á, các nước đang phát triển thì chúng ta lại nói về cái này nhiều. Cái tình hình thứ ba là các cái chuyển đổi số thâm nhập vào ấy, thì các cái công ty mà cung cấp các giải pháp hạ tầng kỹ thuật, ví dụ cung cấp các giải pháp về mạng lưới điện, về mạng lưới cấp thoát nước, về mạng lưới an ninh chiếu sáng vân vân, thì đều đang chuyển mạnh sang cung cấp các cái giải pháp về hạ tầng thông minh. Tức là bản thân cái ông mà đi bán cái hệ thống cấp nước thì bây giờ người ta cũng bán cái hệ thống cấp nước thông minh. Đấy, thì chứ không dần dần chuyển ra khỏi những cái cổ điển mà bây giờ chuyển sang khái niệm là thông minh. Cho nên đây là cái quá trình tiến trình diễn ra cách khách quan. Các giải pháp tòa nhà thông minh, căn hộ thông minh thì bây giờ nó đã trưởng thành đến cái mức là đóng gói và hình thành trường cạnh tranh. Tức là có những giải pháp cho cái tòa nhà thông minh hay là giải pháp căn hộ thông minh thì có những công ty
đã cung cấp các cái giải pháp này đóng gói và bán với giá rất là cạnh tranh. Cái điểm đặc điểm tiếp theo ấy, trong cái tình hình chung này là các mô hình thí điểm đô thị thông minh ở các nước thì đa phần là do các công ty công nghệ thúc đẩy và giới thiệu, tức là các cái công ty như IBM, như Cisco rồi những cái công ty như vậy thì người ta bỏ tiền ra, người ta đầu tư các khu đô thị, hay là Panasonic chẳng hạn đấy, người ta đầu tư các cái khu đô thị thông minh xong là theo cái mô hình, theo cái cách hiểu của người ta. Thế thì mỗi khu đô thị này thường là phản ánh cái quan niệm và định hướng công nghệ của các công ty công nghệ hơn là nhu cầu của cư dân và các nhà phát triển bất động sản. Cái này cũng lại phải nói đây là một cái vấn đề trong cái tình hình hiện nay. Các mô hình khu đô thị thông minh được giới thiệu mới chỉ tập trung vào các giải pháp kỹ thuật mà chưa chú ý đến các yếu tố quy hoạch, đặc biệt là chưa chú ý đến việc xây dựng các nền tảng kết nối, tạo ra cộng đồng dân cư gắn kết, duy trì và phát triển các yếu tố văn hóa truyền thống, văn minh đô thị. Thì chỗ này tôi muốn nói thêm một tí, Việt Nam mình vốn có một cái nền văn hóa làng xã rất là mạnh và gắn kết con người với nhau, tạo ra cái cộng đồng mà giúp cho cái dân tộc Việt Nam nó trường tồn được cho đến ngày nay, là cái văn hóa làng xã rất là quan trọng. Bây giờ chuyển sang cái môi trường sống là các khu đô thị thông minh, người này người khác, hai người ở cạnh nhà nhau cũng không biết nhau đấy, thế thì cái con người bị chia cắt ra và tất cả những cái đấy phản ánh lên cái sự suy yếu cái văn hóa truyền thống. Và cái này là một cái mà trong các cái khu đô thị thông minh hiện giờ còn chưa được đề cập, hoặc là đề cập chưa đúng mức. Và cái điểm cuối cùng trong tình hình chung thì tôi muốn nhấn mạnh là cái từ khóa khu đô thị thông minh thì đang rất là nhanh trở thành cái từ khóa kinh doanh quan trọng của thị trường bất động sản. Tại sao chủ đề của cuộc hội thảo này là tương lai của thị trường bất động sản trong cái thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 21 này, tức là từ những năm 2020 cho đến 2030, thì chúng tôi tin rằng là các khu đô thị mà không thông minh thì sẽ rất là khó cạnh tranh. Thì đó là những cái tình hình chung. Cái này thì không phải chỉ ở Việt Nam mà kể cả trên thế giới. Việt Nam thì bây giờ cũng là bắt đầu. Thì tình hình thì là như vậy, có điểm sáng, có điểm tối. Thì chúng tôi muốn thử tìm hiểu cái nguyên nhân, nhận diện ra cái nguyên nhân tại sao nó có cái tình hình như vậy. Thứ nhất là khái niệm thành phố thông minh và khu đô thị thông minh nói riêng ấy thì còn là rất mới, và bản thân các khái niệm này cũng đang tiến hóa rất là nhanh trong cái xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra ở quy mô lớn, cũng như các tiến bộ công nghệ liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thì cái khái niệm thành phố thông minh, khu đô thị thông minh đã có 20-30 năm nay rồi, và rất là nhiều định nghĩa khác nhau, hơn 100 cái định nghĩa trên thế giới, thế nào là thành phố thông minh, thế nào là đô thị thông minh. Đấy, và mô tả các cái khía cạnh khác nhau. Đấy, và chúng ta được nghe rất nhiều chuyên gia nói về trình bày, chuyên gia mà cũng là rất là có tiếng trình bày về thành phố thông minh, nhưng mỗi người thì lại mô tả ở một cái góc độ nó khác nhau. Thế nhưng mà bản thân trong 5 năm gần đây, tức là từ những năm 2015 cho đến nay, thì cái câu chuyện cách mạng công nghiệp lần thứ tư và câu chuyện chuyển đổi số thì bắt đầu nó nổi lên như là cái xu hướng chủ yếu. Thì trong cái thời gian đó, cái khái niệm về thành phố thông minh nói chung và cái khu đô thị thông minh nói riêng ấy thì cũng bị tác động bởi cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và cái chuyển đổi số, cho nên là nó ra cái định nghĩa mà ở đầu cái thuyết trình tôi đã nói, tức là thành phố thông minh chính là thành phố chuyển đổi số. Nó là ý nghĩa là như vậy, tức là bản thân cái định nghĩa khái niệm thông minh này nó cũng thay đổi. Cái nguyên nhân thứ hai ấy, mà dẫn đến một số cái bất cập là chưa có các tiêu chuẩn, tiêu chí chung về khu đô thị thông minh. Định nghĩa thế nào là một khu đô thị thông minh thì cái này cũng rất là khó. Kể cả cái định nghĩa này ở mức quốc gia cũng như quốc tế thì chưa có khái niệm tiêu chuẩn chung về khu đô thị thông minh. Và cái việc thiếu cái tiêu chuẩn, tiêu chí chung, thiếu cái cách hiểu chung, nó sẽ cản trở cái việc phát triển thị trường một cách lành mạnh. Tức là ai cũng nói rằng khu đô thị của tôi là thông minh, nhưng mà thông minh như thế nào thì không biết. Thế thì rồi sau này trong cái quá trình kinh doanh, cái người mua nhà thì hiểu thông minh là một kiểu, nhà phát triển bất động sản hiểu thông minh là một kiểu, dẫn đến những cái tranh chấp rồi những cái phàn nàn không đáng có. Thì cái đó là cái thiếu tiêu chí tiêu chuẩn chung về khu đô thị thông minh, thì kể cả trong nước ta, Việt Nam cũng chưa có, mà ở quốc tế thì chúng tôi tìm cũng chưa thấy đề cập đến cái hệ thống như thế nào. Cái nguyên nhân thứ ba là các công ty tư vấn để làm cái công tác quy hoạch thiết kế cũng như các nhà thầu xây dựng thì chưa có kinh nghiệm thiết kế các khu đô thị thông minh. Tức là ở Việt Nam chúng tôi tìm hiểu để tìm một cái công ty tư vấn thiết kế kiến trúc nào đấy để quy hoạch một cái khu đô thị mà muốn cho nó thông minh ngay từ khi quy hoạch, thì hiện giờ là những cái công ty như vậy thì bảo là có kinh nghiệm là chưa công ty nào có kinh nghiệm cả. Thế thì những người mà chịu trách nhiệm xây dựng đến các khu đô thị cũng vừa học vừa làm,
thì cái này cũng là một cái dẫn đến cái tình hình cái phát triển các khu đô thị thông minh chưa được như mong muốn. Cái điểm thứ tư là nhận thức của thị trường, cư dân và các nhà phát triển bất động sản với khu đô thị thông minh chưa đồng nhất. Thì cái này thì cũng đã đề cập qua trên rồi. Còn cái điểm thứ năm cuối cùng thì nó cũng giống như mọi cái thứ mới, mọi cái cuộc cách mạng thì bao giờ cũng có cái lo ngại về những cái hệ quả của cách mạng ấy mang lại. Điển hình nhất là chúng ta lắp camera vào cái khu đô thị, chúng ta có được cái an ninh an toàn, nhưng mà đổi lại thì chúng ta lại cảm giác như là bị giám sát, chúng ta cảm giác như bị mất cái quyền riêng tư nhiều quá. Thì những cái nhận thức như thế này nó sẽ đòi hỏi thời gian để mà cho nó chín muồi. Thế thì để về nhà, đấy là nói chung về tình hình cả quốc tế lẫn trong nước. Thì bây giờ chúng tôi muốn nói thêm một chút về cái nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong cái thời gian vừa rồi, và cũng như là cái những cái nỗ lực này nó sẽ tác động thế nào đến cái thị trường bất động sản, các cái khu đô thị thông minh, các tòa nhà thông minh, căn hộ thông minh trong cái thời gian tới. Thứ nhất ấy, phải nói là cái nỗ lực lớn nhất là Việt Nam có cái đề án phát triển đô thị thông minh bền vững giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn định hướng đến 2030. Tức là cái đề án này tóm tắt trong cái giới mà làm thành phố thông minh, khu đô thị thông minh thì rất là thuộc, tức là đề án gọi là đề án 950 của chính phủ. Thì cái này là ký từ năm 2018 và xây dựng cái kế hoạch từ 2018-2025 và định hướng đến 2030. Thì cái đề án 950 này của Việt Nam ấy, là phải nói là chúng tôi cũng xem cái đề án so với lại các cái nỗ lực của các nước thì phải nói đây là cái đề án của mình cũng rất là tiến bộ. Tức là thứ nhất là nó khẳng định mấy cái chuyện thế này. Một là các cái khu đô thị thông minh như chúng ta nói là cấu phần quan trọng của thành phố thông minh. Cái chủ đề chúng ta hôm nay nói về các khu đô thị thông minh để hiểu những cái khu như của Vingroup, của Sun hay của các tập đoàn bất động sản. Đấy, thì các khu đô thị thông minh như thế nó nằm trong cái tổng thể nỗ lực xây dựng thành phố thông minh. Tức là không thể nào thành phố thông minh mà không có các khu đô thị thông minh. Thì đấy là cái quan trọng nhất. Và cái trong 950 thì nó khẳng định cái chuyện là các khu đô thị mới là phải thông minh ngay từ đầu. Tức là thà rằng là các khu cũ thì chúng ta sẽ tìm cách cải tạo sau, thông minh hóa sau. Nhưng mà những cái khu mà mới xây mà chúng ta lại xây nó không thông minh để rồi sau này lại phải đào lên để làm cho nó thông minh. Thì đấy là cách làm không thông minh. Thế thì cái các khu đô thị mới là phải thông minh ngay từ đầu. Đấy là cái quan điểm trong đề án 950 mà tôi cho rằng rất là tiến bộ, rất là quan trọng. Thứ hai là đô thị thông minh là phải thông minh ngay từ khâu quy hoạch, chứ không phải là cứ xây dựng đi rồi sau đó gọi mấy ông công nghệ thông tin kiểu như FPT đến làm cho nó thông minh lên. Thì nó không phải là như vậy, anh phải ngay từ quy hoạch anh phải thông minh. Ở đây cái câu chuyện nó cũng giống như là các khu đô thị mà đến khi trời mưa xuống thì chúng ta tìm mọi cách là chúng ta bơm nước đi cho nó khỏi ngập. Thế xong ngày mai trời tạnh người ta lại phải chở nước nơi khác đến để tưới cây. Thì một cái khu đô thị như vậy, chưa nói gì về cái cạnh công nghệ, thì một khu đô thị mà được quy hoạch, được thiết kế như vậy thì không thể gọi là khu đô thị thông minh được. Trong đề án 950 của chính phủ Việt Nam thì có khẳng định cái điều rất là quan trọng là đô thị thông minh phải thông minh ngay từ quy hoạch. Thì cái thông minh ngay từ khu quy hoạch này thì nó hàm ý là thứ nhất là bản thân công tác quy hoạch phải thông minh, tức là anh phải dựa trên các cái dữ liệu đầy đủ về dân cư, về đất đai, về thổ nhưỡng, về địa hình, về khí hậu, về môi trường để mà anh thiết kế cái khu đô thị cho nó phù hợp. Thì đấy là cái công tác quy hoạch bản thân phải thông minh. Thứ hai ấy, là cái khía cạnh thứ hai của cái chuyện thông minh từ khi quy hoạch ấy, là bản thân cái quy hoạch nó cái bản kết quả quy hoạch ấy, cái khu đô thị mà được quy hoạch ra nó phải được thông minh ngay từ đầu. Ví dụ như muốn cái khu đô thị thông minh thì ngay từ khi quy hoạch anh phải nói rằng hệ thống cấp nước của tôi là hệ thống cấp nước thông minh, hệ thống điều hòa nhiệt độ là điều hòa nhiệt độ thông minh, hệ thống an ninh giám sát thì phải được đưa vào từ đầu, chứ không phải là sau này rồi bắt đầu lại mấy ông công nghệ thông tin đến trèo cột điện lên để mắc cái camera lên trên cái cột điện đấy. Thì đấy là nó gọi là bản thân cái quy mô thành phố ấy, thì cái chuyện thông minh từ khi quy hoạch ấy, bây giờ là thành phố quyết tâm là xây dựng thành phố thông minh, nhưng bản quy hoạch xây dựng thành phố thì không có chữ thông minh nào trong đấy cả, thì chúng ta không thể có cái thông minh được. Đấy, thì cái ý nghĩa này là trong cái đề án 950 khẳng định mà tôi rất là tâm đắc cái chuyện này. Cái điểm thứ ba thì là cái khu đô thị thông minh ấy, thì nó phải thích ứng với tương lai, cho nên trong này nó phải rất là nhấn mạnh vai trò của việc hình thành các cái ngành kinh tế mới, kinh tế sáng tạo trong các khu đô thị thông minh, đấy, trong các cái đô thị, trong các thành phố thông minh nói chung. Thế và cái điểm thứ tư trong cái đề án 950 mà trong giai đoạn triển khai hiện nay Bộ Xây dựng đang rất là khẩn trương xây dựng các bộ tiêu chí tiêu chuẩn, các hướng dẫn liên quan đến phát triển đô thị thông minh nói chung và các khu đô thị thông minh nói riêng. Hiện nay Bộ Xây dựng đang
rất là tích cực xây dựng những cái tiêu chí tiêu chuẩn này. Đương nhiên cái việc này rất là khó, để khái niệm này nó mới, cho nên tất cả mọi thứ đang khó, thị trường thì cũng đang chờ. Nhưng mà trong khi đó, trong khi chờ đợi thì rất nhiều nhà phát triển bất động sản đã chủ động tiến lên phía trước. Ngoài cái đề án 950 của chính phủ ấy, thì các cái nghị quyết các cái nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của chính phủ về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số thì đều nhấn mạnh đến thành phố thông minh. Đều nhấn mạnh đề án và lớn nhất là cái nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về cái chuyện chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì nhấn mạnh đến chuyện xây dựng thành phố thông minh. Và tình hình thực tế hiện nay ấy, là hơn 30 thành phố của Việt Nam, tức là chính quyền hơn 30 thành phố của Việt Nam đã có các đề án thành phố thông minh, và các thành phố khác cũng đang xúc tiến tìm hiểu và xây dựng đề án. Thì quan điểm về cái đô thị thông minh thì chúng tôi muốn trình bày thêm cái quan điểm là xây dựng thành phố thông minh nói chung, và qua đó thì chúng ta sẽ hiểu ra thêm cái khu đô thị thông minh phải như thế nào. Thứ nhất là đô thị thông minh phải là một phương thức tiên tiến hiệu quả để xây dựng và vận hành đô thị. Đô thị thông minh nó không phải là một cái sản phẩm đầu tư một lần là xong, tức là không phải tôi thiết kế ra cái đô thị thông minh, một cái thành phố thông minh xong sau đó thì tôi đầu tư lần này tiền làm trong lần này năm thì chúng tôi sẽ có thành phố thông minh. Đô thị thông minh nó nằm trong cái bối cảnh chung của chuyển đổi số, là một cái quá trình đi về phía trước, không có đích đến, không có điểm dừng. Cho nên là việc xây dựng đô thị thông minh nó phải là mình phải quan niệm nó như là một cái phương thức tiên tiến hiệu quả để xây dựng và vận hành đô thị. Thì cái quan điểm số 1 này là thực ra là cực kỳ quan trọng, tại vì hiện nay trong nước ở Việt Nam ấy thì mọi người bắt đầu lo ngại về cái chuyện là phong trào thành phố thông minh. Và cái phong trào thành phố thông minh nếu mà không làm tốt, nếu mà bắt chước lẫn nhau, chạy theo hình thức thì có thể là dẫn đến sự lãng phí rất là lớn. Thế còn nếu như chúng ta quan niệm và chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ làm một số thành phố này thôi, xong sau cho nó thông minh đi, rút kinh nghiệm đã, đúc kết, nếu mà tốt thì chúng ta mới rộng ra, thì đấy là một cái quan điểm có tính chất là lo ngại về cái chuyện lãng phí. Cái câu hỏi đặt ngược lại là Việt Nam có 830 cái đô thị lớn nhỏ các loại. Thế bây giờ nếu mà chúng ta chọn ra 30 cái đô thị làm trước, thế thì nhân dân là 800 cái đô thị còn lại thì thế nào? Phải chờ đến 2030 tổng kết rút kinh nghiệm rồi mới được hưởng các tiện ích của đô thị thông minh hay là sao? Đấy, thì cái câu hỏi đặt ngược lại thành ra khó. Thì quan điểm của chúng tôi xây dựng ở đây là gì? Đô thị thông minh là một phương thức tiên tiến hiệu quả để xây dựng và vận hành đô thị. Tức là cái gì anh xây thì anh cũng phải xây cho nó thông minh. Anh quy hoạch lại thì anh phải quy hoạch lại cho nó thông minh. Đấy, anh phát triển đô thị thì anh phải phát triển nó thông minh. Con đường làm mới thì nó phải thông minh từ đầu. Đấy, thì tất cả những cái hệ thống chiếu sáng nếu mà làm mới, chiếu sáng đô thị nếu mà làm mới thì làm nó thông minh luôn. Tại sao phải chờ đúc kết cái gì nữa? Đấy, cho nên là chúng ta nên quan niệm đô thị thông minh là một phương thức xây dựng và vận hành đô thị hiện đại hiệu quả. Đấy. Cái quan điểm thứ hai cũng rất là quan trọng là gì? Không phải là khi đã phát triển, khi đã giàu có, khi đã dân trí cao rồi mới xây dựng đô thị thông minh. Rất nhiều người thì phàn nàn bảo bây giờ mà đưa đô thị thông minh vào nhưng mà dân trí thấp cho nên là không khai thác được tiện ích của đô thị thông minh, thôi không làm đô thị thông minh nữa. Quan điểm của chúng tôi là ngược lại, càng nghèo thì anh càng phải thông minh. Con nhà nghèo, gia đình thì không có điều kiện thì càng cần thông minh, càng cần học giỏi. Đấy thì cái quan điểm là quan điểm rất là cơ bản, tức là thực tế thì càng nghèo càng khó khăn càng phải thông minh. Dân trí thấp thì chúng ta càng cần đô thị thông minh để giúp người dân nâng cao dân trí, chứ không phải là vì dân trí thấp chúng ta không làm đô thị thông minh. Bộ khi nào mà thông minh rồi thì chúng ta khi nào giàu có rồi, dân trí cao rồi chúng ta mới làm thông minh. Đến khi giàu có rồi, dân trí cao rồi thì nhu cầu làm đô thị thông minh có khi nó lại còn không bằng như bây giờ. Thì đấy là quan điểm thứ hai rất là quan trọng chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, chia sẻ trong cái hội thảo là như vậy. Cái điểm thứ ba là thông minh, định nghĩa để hiểu thế nào thông minh, định nghĩa là sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên hạn chế để đem lại các hạ tầng tốt nhất cho cư dân. Đối với lại chính quyền các đô thị thì nguồn lực bao giờ cũng là hạn hẹp, kinh phí có hạn, nhưng mà vẫn muốn cung cấp dịch vụ hạ tầng tốt nhất cho dân cư thì chính vì cái mục tiêu tốt đẹp đấy mà nguồn lực lại hạn chế khó khăn thì chúng ta mới càng cần phải phát triển cái đô thị thông minh, tức là nghĩ cái cách sử dụng cái nguồn lực hạn chế để mà đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu của cư dân. Thể hiện cụ thể thì trong cái bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì cái việc xây dựng đô thị thông minh có nghĩa là tích hợp công nghệ số vào cái để xây dựng cái đô thị đáng sợ.
đô thị đáng sống thì ai cũng dễ thống nhất với nhau thế nào là đáng sống, mặc dù có thể không cần phải định nghĩa nhưng mà chúng ta có thể về cơ bản ở thế này là đáng sống. Nhưng mà việc xây dựng đô thị thông minh là tích hợp công nghệ số vào. Các cái giải pháp công nghệ thì phải kết hợp với các giải pháp công trình và giải pháp quản lý thì mới có thể phát huy tối đa được hiệu quả. Đấy, thì tôi nói ví dụ chẳng hạn như là các cái đường, có một cái ví dụ mà tôi hay trình bày, các cái đường xuyên tâm vào thành phố Hà Nội, thủ đô Hà Nội của chúng ta, buổi sáng thì tắt đường vào, buổi chiều thì tắt đường ra. Đấy, thì còn cái đường vào thì tắt, nhưng mà buổi sáng thì đường vào tắt nhưng mà đường ra thì để chậm, rất là lãng phí của lớn. Thế bây giờ nếu mà chúng ta đưa công nghệ, mời ông FPT đến đưa công nghệ lắp camera, lắp màn hình vào, thế rồi điều khiển giao thông thì để chia cho cái 2/3 làn đường để cho vào và 1/3 để ra thôi, và ngược lại, hay là cái cầu vượt thì buổi sáng chỉ cho vào, buổi chiều chỉ cho ra. Nhưng mà giải pháp công trình thì đã làm một cái giải phân cách rất to ở giữa đường trồng cây rồi thì không thể làm chia 2/3 đường thành những cái đường nữa, thì công nghệ tự thân nó không giúp được nhiều. Và nhưng mà nếu mà kết hợp giải pháp công trình với giải pháp công nghệ với giải pháp quản lý tổ chức giao thông thì chúng ta có thể làm cho cái con đường thông minh hẳn lên. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái chuyện là đây là chuyển đổi số, tức là bản thân cái đô thị nó phải chuyển đổi để cho nó thích hợp với việc tích hợp công nghệ số. Đấy là cái ý thứ tư, cái quan điểm phát triển thứ tư. Cái quan điểm phát triển thứ năm ấy là tất cả các đô thị thông minh trên thế giới thì đều lấy người dân làm trung tâm. Các cái nhà phát triển bất động sản khi nói về các khu đô thị thông minh của mình thì cũng nói là lấy cư dân, lấy khách hàng của mình làm trung tâm. Thế nhưng mà ở đây ấy, thì quan điểm về lấy người dân làm trung tâm phải được hiểu theo cả hai chiều. Thứ nhất là người dân là cái đối tượng phục vụ, mọi cái nỗ lực của chúng ta để thông minh hóa đô thị là nhằm phục vụ người dân. Thế nhưng mà ở đây cần phải nhấn mạnh thêm là thiếu một cái vế rất là quan trọng, tức là sự tham gia của người dân. Nếu mà chúng ta làm ra một cái ứng dụng thành phố thông minh nhưng mà thành phố 10 triệu, 20 triệu dân nhưng mà một năm chỉ có mấy nghìn người truy cập vào thôi, thì bản thân người dân không tham gia sử dụng dịch vụ thì cũng đã là không thành đô thị thông minh rồi. Đấy. Thứ hai ấy, là nếu mà không huy động các nguồn lực xã hội tham gia của người dân theo cái nghĩa là thông qua cộng đồng doanh nghiệp, thông qua các nguồn lực xã hội thì cũng không tạo ra được cái thành phố thông minh. Người dân không tham gia đóng góp dữ liệu vào cái hạ tầng dữ liệu thành phố thì chúng ta cũng không có cái thành phố thông minh. Đấy là cái sự lấy cái quan điểm cái người dân làm trung tâm, hiểu tất cả hai chiều là vì dân và do dân, chứ không phải chỉ đó là vì nhân dân phục vụ không, nói theo kiểu để cho nó hay. Cái quan điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây ấy, là cái xây thành phố thông minh là một cái phương thức phát triển. Chúng ta không thể xây dựng thành phố thông minh trong ngày 1, ngày 2, không thể làm trong 1 năm, 5 năm. Đấy. Thì cái liệu pháp cơ bản để xây dựng các hệ thống lớn là cái gen thông minh. Muốn cho thành phố nó trở nên thông minh thì chúng ta phải cấy cho nó cái gen thông minh vào, chứ không phải là đầu tư bao nhiêu tiền, lắp bao nhiêu cái camera ở những nơi nào đấy, mà phải cấy cái gen thông minh vào để mọi cái thứ phát triển của thành phố thông minh. Thì tôi hay lấy cái ví dụ vui là một cái ông 60-70 cân đấy, nhưng mà có ông về một cô gái 50 cân thì khi mẹ sinh ra chỉ 3 cân cộng trừ. Cái mà làm cho chậm con người lớn lên trở thành thông minh thì ông nào báo kia ấy là do bố mẹ cấy cho cái gen, rồi sau đó thì cho ăn cho uống để nuôi thử dạy để sau này trở nên con người thông minh. Homo sapiens là cho cái gì như vậy, tức là cấy cái gen thông minh vào để cho nó lớn dần lên, chứ không phải đầu tư bao nhiêu tiền để cho nó đang không thông minh trở thành thông minh. Thì đấy là cái điểm này rất là quan trọng. Thế thì đến cái chủ đề của cái này là các khu đô thị thông minh, thì tại sao trong các thành phố thông minh thì các khu đô thị mới nó phải thông minh ngay từ đầu, là các cái khu đô thị mới phải thông minh ngay từ đầu này ấy, thì nó phải kết nối được với nhau, tức là phải tuân theo một cái quy chuẩn tiêu chuẩn nhất định thì sau này nó kết nối được với nhau, tránh trường hợp là mỗi khu đô thị thì thông minh một kiểu thì cuối cùng là cả thành phố nó lại không thông minh. Đấy, thì đấy là những cái vấn đề mà rất là quan trọng, tức là cái gen thông minh thì nó bao gồm gọi là quy hoạch, công tác quy hoạch, anh phải quy hoạch nó thành thông minh, anh phải có các quy chế để tất cả các đầu tư của nó phải là thông minh ngay, và cái quy chuẩn để các cấu phần trong cái đô thị đấy bao gồm và cụ thể hóa ở đây là các khu đô thị thông minh, các cái cấu phần hạ tầng kỹ thuật nó sau này nó phải được kết nối với nhau thành một cái tổng thể thông minh. Thì đấy là các cái quan điểm về đô thị thông minh mà chúng tôi cũng xin trình bày chia sẻ với hội thảo. Thế thì có một thực tế là khi triển khai các thành phố thông minh, đề án thành phố thông minh
về các địa phương ấy, thì có một cái câu hỏi mà bây giờ vẫn cứ băn khoăn, tức là giao cái này cho sở xây dựng hay là giao cái này cho sở thông tin truyền thông, cho ngành xây dựng hay ngành thông tin truyền thông phụ trách. Thế thì thực tế thì để qua để lại cuối cùng hiện nay là đa số các cái nỗ lực thành phố thông minh ở các địa phương là do các ngành thông tin truyền thông làm, và cái này chính xác là một cái bẫy. Nhưng tôi đã nói thành phố thông minh ấy, nó là phương thức phát triển đô thị chứ nó không phải là một cái tập hợp các ứng dụng công nghệ thông tin, không phải là một cách cộng của các ứng dụng công nghệ thông tin vào để thành thành phố thông minh, mà nó phải phân rõ các ngành. Xây dựng đô thị thông minh là cái việc của tất cả các cấp các ngành, của tất cả các cái cộng đồng dân cư ở trong khu đô thị thông minh đấy phải nỗ lực chung như vậy. Thế thì chúng tôi cố gắng xây dựng lên một kiến trúc mà chính về trên cái hình này là để phân ra việc cái việc nào là thuộc về cái ngành nào. Cái kiến trúc này là như vậy. Thì trên cái kiến trúc này chúng ta có thể nhìn thấy là 6 cái trụ cột. Thì cái này là định nghĩa của quốc tế, tức là IEU rồi châu Âu đại khái là từ ngữ có thể khác một chút, nhưng mà mình cần tổng thể thì là 6 cái trụ cột này. 6 trụ cột này thực chất là 6 cái nhóm tiêu chí của cái thành phố đáng sống. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa như vậy, tức là đời sống phải tốt đẹp, cư dân phải văn minh, vân vân, thì chúng ta gắn cái tính từ là thông minh vào đằng sau. Chúng ta có là quản trị thông minh, chúng ta có cư dân thông minh, có kinh tế thông minh, môi trường thông minh, vân vân, di chuyển thông minh, thì đời sống thông minh, vân vân, thì chúng ta gắn các cái cách tiếp cận thứ nhất là mưa đâu cái đấy. Thế mà tôi ngập nước thì tôi đầu tư giải pháp công nghệ để giảm ngập nước. Tôi tắc đường thì tôi đầu tư giải pháp công nghệ để giảm tắc đường. Trộm cắp nhiều quá thì tôi lắp camera để giảm cái trộm cắp. Thế thì tóm lại là mưa đâu cái đấy. Thì đấy là một cái cách tiếp cận vấn đề. Và đáng tiếc là cách tiếp cận này có vẻ là đang phổ biến. Cái cách tiếp cận thứ hai có tính chất nền tảng hơn, mà trong cái đề án 950 của chính phủ thì cũng đã nêu, tức là đầu tư vào hạ tầng. Đấy. Tức là chúng ta hình dung bài toán tắc đường, và ví dụ bài toán tắc đường thì nếu như mà hệ thống giáo dục tốt, hệ thống y tế tốt, không phải đưa con đi học thêm, không phải đi học trái tuyến, con đi học gần nhà đi bộ thôi, thì nó giảm cái áp lực lên cái giao thông. Thế thì đấy là những cái vấn đề mà là nhãn tiền, hay là ví dụ tổ chức lại cái giáo dục như thế nào để nhân chuyện Covid thì rất nhiều học online, thì về sau tương lai có thể là kết hợp giữa học online với học offline. Thế thì lúc này thì nhu cầu đưa con ra đường đi học nó giảm đi. Đấy, thì những cái đấy cũng làm cho cái hay là cái công việc của mọi người chuyển sang work from home, tức là làm việc từ nhà. Nhân cái dịch Covid thì sau này các công ty sẽ tổ chức một bộ phận thì offline, còn một bộ phận đến văn phòng làm việc, còn một bộ phận có thể kết nối ở nhà tùy theo tính chất công việc. Thì lúc này chúng ta giảm cái áp lực về giao thông đi, thì chúng ta phải giải quyết được vấn đề giao thông mà không cần phải lắp camera. Đấy, thì đấy là những cái mà sau cái trụ cột này nó có cái mối liên hệ rất là chồng chéo, rất là chặt chẽ với nhau, cho nên chúng ta không thể nói là vấn đề gì bức xúc, vấn đề gì bất cập thì chúng ta đưa công nghệ vào để chúng ta giải quyết bức xúc bất cập như cái suy nghĩ chung hiện nay. Thì trong quan điểm chúng tôi, trong cái kiến trúc chúng tôi đề xuất ở đây này, thì phân ra là 6 trụ cột này sẽ được đặt trên cái ba hạ tầng. Thì thứ nhất là hạ tầng kinh tế xã hội thông minh, các hệ thống y tế giáo dục vân vân, thế rồi hạ tầng kỹ thuật đô thị thì như là cấp nước, thoát nước, cấp điện vân vân, cây xanh chiếu sáng. Thế rồi trên với cái đặc thù của một cái quốc gia phát triển, đặc thù của các thành phố đang phát triển, thì cái việc xây dựng nó phải thông minh. Nói một cách ngắn gọn, thành phố thông minh thì nó phải được xây dựng một cách thông minh, chứ không thể nào thành phố thông minh nhưng mà quy hoạch ra rất là thông minh, xong sau đó thì xây dựng bừa bãi không theo quy hoạch. Đấy, thì nó cũng không thể thông minh được. Thì đấy là thành phố thông minh phải được xây dựng cách thông minh. Một cái đặc thù nữa trong cái cột trụ, một cái màu cam này, là nói về cộng đồng thông minh. Ở đây tức là gì? Nhấn mạnh yếu tố văn hóa, yếu tố kết nối con người, yếu tố thiết chế chính trị ở cơ sở. Ở Việt Nam chúng ta có Mặt trận Tổ quốc, chúng ta có Hội cựu chiến binh, chúng ta có các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, rồi chúng ta có hệ thống tổ dân phố, hệ thống thôn xóm, người ta kết nối với nhau. Thế thì chúng ta đưa công nghệ vào, nên là mọi người dân có vấn đề gì thắc mắc thì dùng ứng dụng và phản ánh hiện trường kết nối lên chính quyền. Đấy, thì chúng ta về bản chất cách làm đấy, chúng ta đang vô hiệu hóa cái thiết chế dân chủ cơ sở. Chúng ta đặt người dân vào trong một cái thế rất là yếu về mặt thông tin. Đấy, thì cái đấy là cái chúng tôi nhấn mạnh trong cái đề án này là như vậy. Thì cái này dù là ở mức thành phố hay là mức từng khu đô thị, thì cái yếu tố cộng đồng thông minh sẽ là rất quan trọng. Thì tôi sẽ nói thêm về
tầng sau. Thì hai cái cấu, hai cái hạ tầng bên trên cũng như hai cái cấu phần ở hai bên, thì bốn cái thành phần này là bốn cái thành phần mà đô thị thông minh cũng có, mà đô thị không thông minh cũng có. Và hệ thống văn bản quản lý nhà nước về đô thị của Việt Nam hiện nay là đang được xây dựng trên hai cái này. Hội đồng nhân dân thành phố khi mà các thành phố khi mà hàng năm phân bổ vốn đầu tư thì vốn phân bổ vốn đầu tư cho hạ tầng kinh tế xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Thế còn công nghệ thông tin thì là khoa học công nghệ thì đại khái là nó sang một cái món phụ. Thế thì trong thành phố thông minh thì chúng tôi bổ sung thêm cái phần hạ tầng thông tin, đô thị thông minh. Và cố tình thể hiện ở dưới cùng, tức là nhấn mạnh cái ý rằng hạ tầng thông tin, đô thị thông minh ở đây tức là hạ tầng của hạ tầng. Đó là hạ tầng mà trên cơ sở đấy thì chúng ta mới thông minh hóa cái hạ tầng kỹ thuật đô thị, chúng ta thông minh hóa cái hạ tầng kinh tế xã hội, chúng ta thông minh hóa cái công tác quy hoạch và quản lý xây dựng, chúng ta xây dựng cái cộng đồng thông minh trên nền tảng của cái hạ tầng thông tin đô thị thông minh. Ở đây tôi thì ở đây không sâu về kỹ thuật, nhưng hạ tầng thông tin ở đây phải hiểu trong nghĩa rộng, không phải chỉ hạ tầng viễn thông để kết nối với nhau 3G, 4G, 5G hay là cáp quang. Hạ tầng thông tin nó là thật sự là nó phải là bộ não của khu đô thị, nó giống như hệ thần kinh của khu đô thị. Cho nên trong cái cấu trúc này gọi là chúng tôi gọi là kiến trúc năm thành phần này, thì là cái hạ tầng thông tin thì nó có vai trò giống như hệ thần kinh của doanh nghiệp thông minh, à của cái đô thị thông minh, thành phố thông minh, cũng như là từng khu đô thị. Tức là từng khu đô thị thì phải có cái hạ tầng thông tin của khu đô thị, còn thành phố thì phải có cái hạ tầng thông tin của thành phố. Thế thì năm cái đây này nó là năm cái cấu phần, năm cái nhóm việc chúng ta phải làm để xây dựng cái thành phố thông minh. Tất nhiên để thực hiện năm cái việc này thì có hai tiền hai bên, một là nỗ lực của chính quyền đầu tư vào cái hạ tầng, thứ hai là cái sự tham gia của cư dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thì đấy là phản ánh cái kiến trúc chung là như vậy. Thì và cũng là cái đặc thù của cái thành phố đang phát triển, của các khu đô thị đang phát triển, nguyên tắc chung cái gì mới thì thông minh ngay từ đầu, cái gì nâng cấp sửa chữa thì phải bao hàm, khi nâng cấp sửa chữa thì phải thông minh hóa luôn. Thì đấy là cái quan điểm chung là như vậy đối với các cái khu đô thị, thị trường các khu đô thị, đặc biệt ở đây là các khu đô thị mới. Thì tôi nhấn mạnh rằng còn rất là mong là các nhà phát triển bất động sản là khi xây dựng cái khu đô thị mới thì chúng ta quy hoạch, chúng ta thiết kế và chúng ta xây dựng nó thông minh ngay từ đầu. Thì đấy là cái thông điệp của mình. Thế thì tôi nói qua một tí thì cái mô hình thông tin là bộ não của đô thị, tức là nhận diện một thành phố thông minh hay một khu đô thị thông minh so với lại không thông minh là nó phải có cái hạ tầng thông tin, và cái hạ tầng thông tin phải được sử dụng để thông minh hóa các cái hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội khác. Thì đấy là cái quan điểm quan trọng. Thì trong cái mô hình thông tin thì nó phải bao gồm cái thông định danh, cái thông định vị, thì cái này nó hơi có tính chất chuyên môn thì tôi cũng không nói thêm ở đây. Phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết. Thì mục đích là điểm qua các cái phát triển về cái xu hướng phát triển về các khu đô thị thông minh nói riêng, rồi các thành phố thông minh nói chung ở trên thế giới và cụ thể trong tình hình của Việt Nam, cũng như trình bày các cái quan điểm và kết quả nghiên cứu của chúng tôi trong thời gian vừa rồi về việc xây dựng thành phố thông minh, cũng như là trong cái hoạt động tư vấn của chúng tôi để xây dựng thành phố thông minh cũng như là các cái khu đô thị thông minh. Xin cảm ơn. Cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã kết nối được với ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ và phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Huy Dũng. Số người phát triển số là một số người ngành với số 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 số
Đến nay, việc phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam vẫn đang trong những giai đoạn phát triển. Ngành địa phương đã đạt được hạ tầng ICT là nền tảng phát triển đô thị thông minh để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu đề ra, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo tính tương thích, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu, khả năng nhận diện linh hoạt của công nghệ. Bảo đảm an toàn năng lượng trong suốt quá trình triển khai vận hành. Hội nghị cấp cao thành phố thông minh năm nay là cơ hội rất lớn để quản lý. Quốc tế chia sẻ giải pháp của công nghệ tế bào bảo vệ xây dựng phát triển của thông minh. Tôi đánh giá cao sự tham gia giải pháp của các chuyên gia và các cơ quan tổ chức làm công nghệ trong và ngoài nước các địa phương tham dự hội nghị. Ý kiến chia sẻ trao đổi thảo luận của các chuyên gia giúp cho Việt Nam cơ quan quản lý sẽ phương thức có được cái nhìn tổng quan và triển khai những chương trình mới có quản lý và phát triển đô thị thông minh. Tôi tin tưởng và hy vọng rằng quản lý cũng là cơ hội tăng cường để chất lượng cao thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan của hội và trong nước và quốc tế. Tôi cũng hoan nghênh và đánh giá cao các bộ công nghệ thông tin một phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, NASA được tổ chức ở Mỹ, Bộ Thông tin và Truyền thông các cam kết đồng hành cùng cộng đồng, cùng hiệp hội, bộ doanh nghiệp, cùng các địa phương trong việc triển khai dịch vụ thông tin của Việt Nam, nói chung chương trình của số quốc gia. Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe, quý vị đặc biệt sức khỏe, hạnh phúc, chúc quý vị quốc gia chúng ta đẹp. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ đến một bài phát biểu của quốc tế. Vừa rồi thì qua bài trình bày của tiến sĩ Nguyễn Trần Khoa, chắc hẳn các quý vị đại biểu tham dự đã có thêm thông tin về khu đô thị thông minh, sự cần thiết của việc xây dựng khu đô thị thông minh. Cho tới những nỗ lực của chính phủ Việt Nam và xu hướng trên thế giới cũng như các thành phần cốt lõi tạo nên thành phố thông minh. Vậy lĩnh vực bất động sản trong tương lai sẽ thay đổi ra sao và cách vận hành quản lý các khu đô thị thông minh sẽ diễn ra theo cách nào? Thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài phát biểu của ông Sean Baptist, Phó Chủ tịch cấp cao của Grandfico Singapore, thành viên Smart City Network, để được lắng nghe những chia sẻ của ông về chủ đề này. Nếu quý vị cần nghe thêm tiếng Anh Việt, vui lòng chọn ngôn ngữ ở mục Interpretation ở góc bên phải của màn hình. Bộ phận kỹ thuật xin kết nối với ông Sean, unmute cho ông Sean. Để ông có thể tiếp tục phần trình bày của ông. Hello, Mr. Sean. Are you ready for your presentation? We are excited to listen to your sharing.
Thank you, Ms. Huyen. Yes, I am ready. If you let me share my screen. Okay, just share your screen. I'm not able to share my screen. I'm still not able to share my screen. Still not able to share? Yeah. Just a minute. We are trying to fix the hero. Okay, thank you. Hasha, can you please share your screen again? Yeah, I still can't. It says host disabled share screen. We will help you to open the slide, okay? Okay. So, hiện nay em mở slide của ông Sean và ông ấy sẽ when you want to next the slide, just tell us so that we can assist you. Okay, thank you. Yeah. Please go ahead and would I be able to see the screen of the slides? Hi Sean, we are trying to open your screen. Can you see? No. Okay, yes, I can see my screen now. It's coming. Let's just start the slide. Okay, the screen is loading. So, hello, xin chào, good morning, everybody. And thank you for giving me the opportunity to share about Graphico. Graphico, we are a 3D visualization company that specializes in providing a visual of cities and townships. Today, I'm going to spend just 15 minutes to show you what a township of the future could look like. Now, in the screen that you have, can I next, please? Yeah, next slide, please. So in managing townships of the future, we want to be able to integrate three types of data. One is physical, which is what you are able to see, you know, the city, the buildings, the roads, and the condition. The second is the types of information, digital information that has already been collected. And this can be information relating to the building, which is the design. It could be information relating to the ownership, or it could be information relating to the IoT devices. And how do we integrate all of these three different types of data into a single view? Now on the screen, what you're seeing is a picture, and this picture is converted into 3D. And what we are trying to do here is to share the ability to put data into pictures, right? And in this particular picture, you are seeing sales information relating to the future sale of the premises or of a unit of a condo, apartment, or show house, right? With the layout plans, with the sale and purchase agreements or any statutory agreements that are possible. Okay, now next slide, please.
Now, in order to have a, no, can we go back to the, yeah, to the slide number three, please? Back. Okay, thank you. Slide number three, next one. So in order to provide a framework to set up a smart township, we need two types of frameworks. One is relating to the citizens or the people, what is important for the people. And the second is what's important for the administrators of the township, or maybe talk about governance. In terms of the people, we want to make sure that we have enough abilities to determine where to put bus stops, where to have clinics. Do we have enough clinics? Do we have enough grocery shopping, convenience store, hospitals, swimming pools, recreation parks, and housing? But from a governance perspective, we need to also look at how do we clear the waste? How do we ensure there's enough water, utilities, public transport, roads and buildings to support the citizens who are residing within the township. And so we need to have a framework that can handle the life cycle of a township, which is from plan, design, build, operate, maintain, and when it gets old, how do we refurbish, right? Next slide, please. Now, in order to do that, we need to understand the layout of the entire area, right? So we need to inventorize our city to understand the facilities and the sort of assets that we have, right? And we also need to be able to tell how our future will look like. And so when we start talking to our architects and the developers who have ideas of how they can improve the city, we want to be able to put that future in relation to the existing, to ensure that it matches the vision of the city, the vision of the leaders who operate this township. You want to be able to ensure that it looks nice, it fits with the environment, it's sustainable, and the future investors like what they see, so that you can propagate, you can share, and you can bring funds in to help in the proposal of this construction project. So we want to be able to conceptualize ideas with the actual environment. Next, please. Next slide, please. So once the construction is ready, we want to be able to also determine the future versus the actual, right? Or what has planned versus the actual. And in trying to do so, we then have the ability to look at the city in real time, or looking in real pictures, and be able to integrate these pictures directly with the facilities that it currently operates the city. And in this particular view that you currently see, this is about how do we visualize your facilities directly on a single platform and be able to look at this data. So on some buildings, you will see 68%. And in this case, we're talking about utilities consumption, right? Energy consumption. In some cases, we are looking at 22%. This could relate to a specific demographic or a specific utilization of energy at this point in time, right? So we now be able to see both data relating that used to be in a system or on a spreadsheet that now interacts with the live city. Next, please. Next slide, please. So on this slide, what you see is how do we bring forward all and put it together on a single platform, being able to look at this data, whether it's facade management for maintenance, whether it's property management
for the parameters, or whether it's just a measurement of drains to understand the refurbishment required of the draining of the drain system that's being put in place, right? We could also overlay this with data that comes from underground, right? So if you've got underground piping that needs to be maintained, we can put those in, or looking solar panels, or you want to measure the pipes for preventive maintenance. These are all real life views that you can bring to yourself and be able to manage your city or your township while you are still remotely, while you're sitting remotely in your office and have this discussion over Zoom, like what we are doing now. Next, please. Ah, too much, too many now. Yeah, so in a very short time, I wanted to be able to present to you what a potential smart township will look like, and the ability for you to be able to utilize both your physical view, your information that you have collected over a long period of time, as well as new technology that's coming in terms of IoT. And how do you put all of these three together to make sense of your township to be able to manage the plan, design, concept, construction, maintenance, operations, and then revitalization. And in doing so, we'll be able to operate, handle simple things like security management, refurbishment, landscape beautification, heritage management, even looking at conceptualizing new and future plans in the city. And so with that, I thank you very much for your time, and I'm going to hand my time over to Ms. Huyen. Thank you very much. For us today. Kính thưa quý vị, qua hai bài phát biểu kể trên thì chúng ta có thể thấy rằng camera được coi là một thiết bị cần thiết trong việc xây dựng thành phố thông minh. Vậy camera hiện nay có thể thông minh tới mức nào và những công nghệ nào đã được ứng dụng cho nó? Hãy lắng nghe chia sẻ của ông Lê Quang Hiệp, Phó Tổng Giám đốc BKAV Global để hiểu thêm. Xin trân trọng kính mời ông. Thông minh. Thì nay tôi rất là vui mừng
để thể ngồi đây chia sẻ với quý vị các bạn về một cái giải pháp cụ thể là ứng dụng camera trí tuệ nhân tạo trong cái khu đô thị thông minh tương lai của cơ sở như thế nào. Thế thì có một cái thuật ngữ là camera trí tuệ nhân tạo, như vậy nó là cái gì? Để nghĩa đơn giản thì nó sẽ là camera truyền thống ở trên thị trường kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, ví dụ như là những khuôn mặt để người, để khói lửa, để dịch số xe vân vân, để tích hợp để ngay chạy được các bài AI này, trí tuệ nhân tạo này trong cái camera đó để tạo ra một cái là camera AI. Thì đây là cái danh sách các camera của BKB kết hợp với tập đoàn Qualcomm của Mỹ để phát triển hơn trọn trong một năm vừa rồi. Thì chúng tôi tự hào là một trong những nhà sản xuất camera đầu tiên trên thế giới có thể tích hợp được trí tuệ nhân tạo AI ngay trong các camera này. Thì tôi chia sẻ về cái tính ưu việt, cái lợi điểm của cái AI camera nó hơn gì so với cái camera thông thường. Thế thì như trên hình quý vị cũng có thể thấy bên tay trái của chúng ta đây là cái mô hình camera thông thường sẽ truyền hình ảnh đến một cái trung tâm dữ liệu server để xử lý trí tuệ nhân tạo phân tích hình ảnh tạo cái server này. Còn bên tay phải của chúng ta đây thì là các sự kiện đã được phân tích xử lý ngay ở trong cái camera, không cần đến một cái server trung tâm nữa. Thế thì ở đây các quý vị đã thấy rằng là chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí về server, chúng ta tiết kiệm rất nhiều chi phí về băng thông đường truyền cho khách hàng. Thế đây là một vài cái lợi điểm chúng tôi tóm tắt lại. Một là tiết kiệm chi phí rất là lớn cho các dự án cho khách hàng. Hai là bởi vì nó xử lý phân tích hình ảnh ngay trong camera, thế nên là đáp ứng thời gian thực độ chính xác. Ba là tăng tính bảo mật riêng tư cho khách hàng. Lý do là hình ảnh được xử lý ngay tại camera, không cần truyền đi các server bên ngoài nữa, như vậy nó giảm nguy cơ lộ lọt thông tin. Và cái điểm đặc biệt ở đây tôi muốn chia sẻ ở đây là khi mà phát triển trên diện rộng, trên số lượng lớn trong đô thị thông minh chẳng hạn, hàng trăm đến hàng ngàn cái camera mà yêu cầu phải xử lý trí tuệ nhân tạo ngay cả hàng trăm hàng ngàn cái camera này, thì hệ thống server là thì nó đã không thể. Còn với cái camera AI này là chúng ta đã phân tải xử lý các sự kiện ngay tại từng camera tại biên, thế nên là nó các bạn có thể thoải mái mở rộng đến hàng trăm hàng ngàn thoải mái luôn. Thì về cái bất động sản thông minh, đô thị thông minh thì tôi nêu ra một vài ở đây một vài cái ứng dụng cụ thể để quý vị và các bạn dễ hiểu cái ứng dụng của cái camera AI có thể làm gì trong từ đỗ xe thông minh đến cửa hàng thông minh đến quản lý giao thông, trường học, văn phòng, bệnh viện vân vân. Thế thì trong một khu văn phòng thông minh thế thì chúng ta có thể dùng cái công nghệ nhận diện khuôn mặt để chấm công nhân viên, hay là để giới hạn những người vào những khu vực hạn chế, là chỉ ai được phép vào thôi, còn không phải người không được phép thì không được vào, rồi phát hiện những đối tượng xâm nhập để có tường rào, hay là vào giờ nghỉ rồi mà có người trong văn phòng đó, có thể quản lý tài sản, rồi là phát hiện những cái hành vi sự kiện như là cháy nổ, sự cố, hay trong một bãi đỗ xe thông minh thì có thể dùng công nghệ nhận diện biển số xe ở trong camera để cho phép đóng mở cái barrier đó, hay là phát hiện chỗ trống xem là trong bãi đỗ xe còn bao nhiêu chỗ trống,
hay là tìm được cái biển số xe đấy, tức là cái xe đó nó ở vị trí nào trong cái đỗ xe. Ví dụ như khi mình vào Royal City thì việc đỗ xe rồi là tìm nhớ lại mình để xe ở chỗ nào rất là phức tạp, nếu không chụp ảnh là chắc là rất là khó nhớ. Để, nếu áp dụng cái công nghệ này thì các bạn có một cái app trên điện thoại thì đó bạn sẽ tìm được ngay xem là cái xe mình đang ở vị trí nào và nó chỉ được đi đấy luôn. Rồi đó, đấy một vài cái ví dụ cụ thể. Hay là trong bệnh viện thì có thể đếm được số người trong phòng bệnh hay trong những khu vực nào đó, nếu đông quá thì có thêm nhiều y tá ra hay là hướng dẫn viên ra hỗ trợ, rồi theo dõi bệnh nhân xem ngã hay không, rồi là trong bệnh nhân có ra khỏi phòng, ví dụ như một bệnh nhân nào đó cần phòng lỗ đôn thí ở giường bệnh, thế thì chắc là phải xem bệnh nhân này hay là đang ở trong nhập vệ sinh mà bị bệnh gì đó không ra ngoài được thì có hỗ trợ. Mình nhận diện khuôn mặt vào những cái khu vực hạn chế hay là phát hiện bác sĩ, y tá vào phòng ngủ có người lạ mặc đồng phục hay không, không mở đồng phục mà cũng vào phòng ngủ từ thì cảnh báo sớm. Hay là trong một cái cửa hàng thông minh thì có thể quản lý được tài sản, máy tính laptop, rồi là nhận diện VIP khách quen. Ví dụ bây giờ quý vị tưởng tượng xem là nếu như anh Tú ở đây đến một cái cửa hàng quý vị đến nhân viên ra là em chào anh Tú ạ, thế thì rất là thiện cảm. Anh Tú vào văn phòng ở cửa hàng ở Hồ Chí Minh hay là ở Đà Nẵng kêu reo lên nhân viên chào câu hỏi gì đây thì rất là nó là trải nghiệm rất là tốt, đúng không? Người phát hiện được cháy vân vân. Người chúng tôi vừa rồi đưa ra trong thời kỳ Covid vừa rồi, tôi đưa ra cái bài toán là tính khoảng cách xã hội và phát hiện người đeo khẩu trang. Thì nếu như là chưa đảm bảo khoảng cách xã hội thì sẽ camera sẽ cảnh báo, nếu không đeo khẩu trang thì camera cũng sẽ cảnh báo. Hay trong traffic management, quản lý giao thông chẳng hạn, thì có thể phân tích luồng đi, rồi phát hiện được xe đi sai làn, xe đi ngược chiều, rồi là đậu xe không đúng quy định, vân vân, một cách tự động. Hay trong trường học cũng vậy, có thể điểm danh sĩ số, quản lý học sinh rồi phát hiện xâm nhập, mặt an toàn an ninh và tường rào vân vân, phát hiện bạo lực đánh nhau. Vâng, đó là một vài cái chia sẻ ngắn gọn của tôi về cái ứng dụng giải pháp camera trí tuệ nhân tạo ở trong lĩnh vực đô thị thông minh, tương lai của bất động sản. Vâng, xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn anh. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng một chiếc camera mini nhỏ bé được thiết kế vô cùng đơn giản lại có thể đem lại rất là nhiều lợi ích trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là có thể ứng dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực từ y tế, giao thông, giáo dục cho tới an ninh và bảo mật. Và chắc chắn là trong tương lai thì chúng ta sẽ có thể thấy được nhiều cải tiến nữa đối với thiết bị này. Kính thưa quý vị, gần đây thì chúng ta được nghe rất nhiều đến từ chuyển đổi số. Chúng ta được nghe đến các chuyển đổi số trong ngành tài chính ngân hàng, ngành y tế, giáo dục. Vậy thì chuyển đổi số trong bất động sản sẽ diễn ra như thế nào? Và thì tại đây chúng ta sẽ được nghe bài trình bày của anh Nguyễn Trọng Phú, là giám đốc trung tâm phát triển giải pháp Medby FPT-IS của công ty trách nhiệm hệ thống của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống công ty FPT. Dạ vâng, xin chào. Chào Quang và quý vị khán giả. Thì trong cái quá trình làm chuyển đổi số của chủ trương của tập đoàn FPT, hiện theo các cái đề án của chính phủ, thành phố thông minh như các anh biết là một cái chủ trương mà đã có đề án 950 năm qua rồi, và có rất nhiều những công nghệ để làm cho cái việc chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn. Với phần mềm, bọn em có làm ra một cái bộ giải pháp để làm sao cho một doanh nghiệp bất động sản có thể chuyển đổi số trong nội tại doanh nghiệp và phục vụ cho cư dân của mình tốt hơn.
thì bài trình bày của em nó sẽ xoay quanh hai mảng. Mảng đầu tiên là làm sao để chúng ta tối ưu hóa được cái vận hành doanh nghiệp, và mảng thứ hai là làm sao chúng ta phục vụ được cái cư dân này tốt hơn. Bộ giải pháp của FPT xuyên suốt từ cái việc là khi bắt đầu chúng ta có cái đề án dự án đó, chúng ta có cái bản quy hoạch của khu đô thị cho đến khi là chúng ta bán cái sản phẩm bất động sản, chúng ta follow được khách hàng, biết được ai đang quan tâm chăm sóc, ai đang hỗ trợ cái người cư dân của mình, cho đến khi mà cư dân thực hiện bàn giao nhà cũng được thực hiện trên ứng dụng. Sau đó đến khi cư dân đến ở khu đô thị đó, sử dụng toàn bộ những cái dịch vụ tiện ích, thanh toán được toàn bộ chi phí, xử lý được toàn bộ những cái yêu cầu, nhu cầu của mình trong khu đô thị, và cái việc đó được diễn ra mãi và tiếp tục được nâng cấp. Thì ngoài cái việc là bọn em có những cái bộ giải pháp đó, thì những cái ứng dụng của bọn em là nó có tính khác biệt, có tính nền tảng để toàn bộ những cái sản phẩm dịch vụ của tất cả các doanh nghiệp khác có thể tham gia vào cái platform về cư dân của bọn em, để có thể hỗ trợ được toàn bộ những cư dân có thể thêm được những cái sản phẩm dịch vụ khác. Em ví dụ những cái thứ rất tiện ích như em một khám bệnh ngoài giờ, nên lúc đó em nghĩ là bệnh viện cũng đã đóng cửa, những cái nơi thì chỉ có cấp cứu. Cái vấn đề của mình là chỉ đơn giản là con bị sốt mũi hắt xì, con đang bị ho một chút, nhưng mà mình vẫn muốn khám với bác sĩ uy tín, nhưng mình không biết là bên xung quanh mình có bác sĩ nào không, có chỗ cái giờ đó không để mình có thể phục vụ được. Thì với giải pháp FPT thì cái ở bên phía bên tay trái của em có khối gọi là quản trị vận hành. Thì trong quản trị vận hành, FPT sẽ chú trọng tất cả những cái điểm mà doanh nghiệp sử dụng xử lý sản phẩm, như là kế toán tài chính, nhân sự, sản xuất hay bất cứ cái công cụ công tác hỗ trợ nào, thì cần những cái hệ thống ứng dụng nội bộ như là một cái giải pháp về ERP, cần hệ thống InfoTrade để chúng ta xử lý mua sắm tập trung, cần hệ thống về e-budget để chúng ta quản lý toàn bộ doanh thu chi phí, cần hệ thống về e-payment để chúng ta có thể xử lý thanh toán. Với e-payment của FPT có một điểm rất là vượt trội là bọn em tích hợp trực tiếp đến các cái ngân hàng, thì toàn bộ những cái thao tác của kế toán bây giờ là sẽ được gửi đến từng cán bộ nhân viên một. Kế toán chỉ là người xác nhận lại thông tin, toàn bộ thông tin đó lại đẩy sang ngân hàng cách tự động. Kế toán còn nhập liệu hai lần giữa cái hệ thống nội bộ và hệ thống ngân hàng nữa, tránh được sai sót. Thế sau đó toàn bộ theo vấn đề là được xử lý tự động hết. Khi kế toán trưởng được lệnh là toàn bộ đi tiền tự động đến ngân hàng và được nhân viên. Và cuối cùng là hệ thống cũng phải là ứng dụng nội bộ. Bọn em thiết kế hệ thống theo tư tưởng là mobile first, có nghĩa là toàn bộ những cái hệ thống sẽ được có ứng dụng đi kèm. Về về mảng phục vụ cho khách hàng, thì như em vừa chia sẻ đấy là giải pháp của FPT là sẽ đi tìm từ cái lúc mà trước khi khách hàng cư dân mua cái sản phẩm bất động sản đó, từ khi người ta bắt đầu tìm kiếm, tham khảo, so sánh và trải nghiệm, là đều có tất cả những công cụ hỗ trợ. Với bán hàng thì bọn em có công cụ để hỗ trợ toàn bộ mạng lưới kinh doanh bán hàng cách tuyệt đối. Có nghĩa là trong những cái buổi em đi gặp những tập đoàn bất động sản khác, thì cái việc mà cư dân đến gặp sale, trao đổi, thảo luận, đưa ra chính sách giá, đưa ra một số công thức để tính trả góp, thường thì cái bạn sale đó phục vụ một cư dân sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để cho ra được một cái offer tương đối đầy đủ và giới thiệu thông tin khá đầy đủ. Thì bọn em có cung cấp giải pháp e-sale, e-model, nghĩa là bọn em trực quan hóa 3D 100% cả khu, trực quan hóa toàn bộ những cái căn hộ. Nó sẽ giúp cho cái việc là tất cả những cái căn nó không làm được nhà hộ có sẽ có tỷ lệ sale tốt hơn, bởi vì toàn bộ cư dân đều được trải nghiệm tất cả những căn hộ. Thì bản thân chủ đầu tư là tiết kiệm được rất nhiều cái chi phí trong lúc xây dựng nhà mẫu, vẫn có thể bán được hàng, vẫn có thể lấy được sale. Những cái công đoạn của các bạn sale để giới thiệu sản phẩm, để thực hiện toàn bộ những công cụ để bán hàng đều có trong ứng dụng. Thì tất cả những cái số khóa cho việc bán hàng đã được xử lý. Sau đó thì toàn bộ sàn, toàn bộ những mạng lưới kinh doanh của chủ đầu tư để báo cáo ngân hàng. Để từ đấy chúng ta sẽ biết được toàn bộ mạng lưới kinh doanh bất động sản của chúng ta có được tốt hay không. Và bạn em giảm được cái thời gian chốt được một cái deal về bất động sản từ 90 ngày xuống còn 85 ngày, trung bình của thị trường.
Tiếp theo đến công đoạn là cư dân nhận nhà. Thì khi mà cư dân muốn nhận nhà thì sẽ có một cái ứng dụng để cư dân có thể nhận được toàn bộ thủ tục bàn giao cho đến khi chúng ta làm xong được sổ. Thì bài toán phát sinh trong quá trình bọn em làm thì trước đây bọn em nghĩ rất đơn giản là một người sẽ mua một cái nhà, nhưng thực tế bây giờ là một cư dân sẽ mua rất nhiều nhà trong rất nhiều khu của chủ đầu tư. Thì từ đấy bọn em cũng bắt thay đổi rất là nhiều. Cho đến khi cư dân chuyển đến là sử dụng căn hộ đấy thì cũng có rất nhiều mục đích. Cư dân có thể cho thuê lại, có thể sử dụng căn hộ đấy làm nơi ở chính, có thể sử dụng tầm hộ rất nhất định trong đó. Chúng em có cái ứng dụng để bọn em xử lý toàn bộ những cái nhu cầu của người dân trong căn hộ, từ việc là thanh toán những cái hóa đơn, thanh toán điện nước, thanh toán phí dịch vụ, thanh toán xe, thanh toán những cái dịch vụ tiện ích nội khu như là từ phòng gym đến bể bơi, nghĩa là mọi cái tiện ích nội khu đều được xử lý. Nhưng khác biệt của M&T ở chỗ bọn em xây dựng thành một cái nền tảng như là một cái marketplace để toàn bộ những cái cư dân tham gia sinh sống hoặc là bán lại có thể sử dụng được cái ứng dụng đó như là một cái như một cái thẻ điện tử để xử lý ở trong toàn bộ những cư dân. Như là em vừa chia sẻ là mình có thể phụ bác sĩ, mình có thể thuê người giúp việc theo giờ, thuê giáo viên theo giờ, hoặc là mình có thể yêu cầu các bạn có thể tổ chức cái thể thao. Đấy, toàn bộ chương trình tiện ích chúng ta có thể liên kết cư dân với nhau, thực sự là tạo thành một cái mạng lưới như một mạng xã hội thương mại ở trong cái khu dân cư. Thì để đầu tư tất cả những cái sản phẩm đó thì về FPT bọn em định nghĩa ra một cái gọi là mô hình cái hệ thống công nghệ thông tin, chia làm mấy lớp, từ cái lớp dưới cùng hạ tầng công nghệ thông tin cho đến những cái lớp tích hợp, những cái lớp cơ sở dữ liệu dùng riêng cho từng ứng dụng, lớp cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn bộ chuỗi giải pháp nền tảng về IoT. Toàn bộ giải pháp của FPT được thiết kế theo xu hướng của microservice, nghĩa là chủ đầu tư có thể chọn ra những cái thứ gì mình cần để triển khai trước, và sau đó vẫn dựa trên cái nền tảng của MVT có thể xây dựng dần những cái hệ thống với nhau. Điểm mạnh của giải pháp MVT là mỗi một chủ đầu tư thì có rất nhiều khu đô thị, thì toàn bộ những cái giải pháp sẽ được kết nối hết với nhau. Như cái buổi trình bày trước của em về building ấy, tức là dựa vào trên dữ liệu chúng ta có thể làm data mining, chúng ta có thể tối ưu hóa hoạt động vận hành từng khu một, và từ đấy nó cũng hưởng lẫn nhau, nó đưa ra những cái giải pháp tốt hơn. Và kênh giao tiếp đến khách hàng từ ứng dụng di động cho đến website, cho đến email, cho đến những tổng đài, và cuối cùng là đối tượng người sử dụng của chúng ta. Thì tổng quan của giải pháp của FPT thì anh có tổng hợp lại thành một cái ứng dụng hệ sinh thái bất động sản 4.0, bao gồm chuỗi các giải pháp xoay quanh trục của EIP. Thì toàn bộ những giải pháp của FPT thì hôm nay được ứng dụng rất là thực tế ở toàn bộ những cái khu tập đoàn bất động sản, với những cái ứng dụng về tăng cường thực tế ảo ấy. Một số những cái trải nghiệm thực tế là khách hàng bây giờ không cần nhìn cái khu đất của chúng ta là một khu đất trống nữa. Như cái khu xe điện sẽ dẫn anh chị khi mà mua một cái khu đô thị mới sẽ dẫn anh chị đến cái bãi đất đúng không, và đưa ra một cái bản đồ rồi đưa ra về sa bàn để xem. Thì bây giờ chúng ta có thể đến tận cái khu đất đó, quét QR code của cái miếng đất, và chúng ta sẽ xem được luôn cái trực quan AR của cái căn hộ của chúng ta, của cái khu đô thị của chúng ta. VR chúng ta có thể đeo kính thực tế ảo, chúng ta trải nghiệm tất cả mọi thực tế trong căn hộ, và bọn em đều có những cái phòng để trải nghiệm toàn bộ những công nghệ sản phẩm của FPT. Về hoạt động kinh doanh, bọn em hỗ trợ gọi là từ khách hàng có nhu cầu, chúng ta có thể tìm được khách hàng ở bất cứ đâu, bất cứ kênh nào. FPT sẽ làm một cái nền tảng gọi là CDP để thu thập toàn bộ thông tin dữ liệu của khách hàng và đẩy cao cái tỷ lệ chốt thành đơn thành công. Toàn bộ quá trình đó là đều có hệ thống để hỗ trợ. Thì về ứng dụng thì họ đã thiết kế theo tư tưởng là thoáng, hiện đại, đủ thông tin và cho tất cả đối tượng người dùng, từ sale đến người dân đến tất cả mọi người là chỉ cần dùng một ứng dụng thôi, không phải dùng nhiều. Chúng ta chỉ cần một ứng dụng cho tất cả mọi nhu cầu. Tùy từng giai đoạn của khu đô thị của chúng ta thì cái ứng dụng nó sẽ được cập nhật theo đúng cái giai đoạn đó. Giai đoạn đầu thì có thể là sale bán hàng, chúng ta xem được thông tin về sản phẩm,
xem thông tin hợp đồng, xem thông tin về đóng tiền theo kỳ. Sau đó chúng ta sẽ đến cái giai đoạn là chúng ta sẽ nhận nhà, rồi đến giai đoạn chúng ta sử dụng các cái kênh tương tác để chúng ta chăm sóc được cái khách hàng, những cái cư dân của chúng ta tối đa cái cư dân của mình. Rồi chúng ta sẽ có tương tác xung quanh quá trình và cư dân đó. Chúng ta có làm tất cả các dịch vụ kết nối nền tảng. Cuối cùng là bọn em có một cái hệ thống rất mạnh để có phân tích dựa trên nền tảng dữ liệu lớn. Từ đấy đưa ra một cái tốt hơn cho việc tự động vận hành khu đô thị của chúng ta. Với ứng dụng thì bọn em có cái vùng dịch vụ ở dưới chính là cái nơi platform chúng ta liên kết với các nền tảng nhau. Ở đây thì trong ứng dụng bọn em cũng có một cái tổng sản phẩm là IoT platform để vừa trao đổi với em có rất nhiều case study để trao đổi thêm những ứng dụng trong cái khu đô thị của chúng ta nữa. Về các hệ thống quản trị nội bộ thì đây là một cái bản thu gọn của ERP bất cứ đơn vị bất động sản nào anh triển khai. Về ba hệ thống để chúng ta quản lý được toàn bộ vấn đề về chi tiêu, về bảng xếp, về thanh toán. Tất cả những cái hệ thống của Blend là đều đã sẵn sàng, nên là rất mong có thể kết hợp thêm với các doanh chị hơn rất nhiều, anh chị để có thể làm cho cái hệ thống tốt hơn nữa. Cảm ơn. Dạ vâng, em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Tuấn ạ. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ được gặp lại ông Sean Baptiste, cùng cộng sự của ông ấy là ông Thành Cát Đăng Khoa, trưởng phòng giải pháp kỹ thuật số của công ty VSCO, là thành viên của Smart Cities Network. Thank you very much. Xin chào tất cả quý vị trong hội trường cũng như trong cái môi trường online. Thì em tên là Khoa, nhân viên của bác David Chua. Thì hiện tại thì bác David Chua đang trên đường đến Hà Nội để tham dự trong cái cuộc gặp trực tiếp với các quý vị trong cái khán phòng. Thì em từ cái đầu cầu Hồ Chí Minh thì em xin được cái trình bày cái về cái giải pháp về Digital Twin nó được ứng dụng trong cái môi trường thực tế như thế nào. Và trong cái phần mà cũng tiếp theo cái phần mà ý của viện trưởng Nguyễn Nhật Quang như là cái bộ não thông tin, đó là cái hạ tầng thông tin cho cái đô thị thông cho cái đô thị thông tin. Thì cái môi trường, một cái môi trường của cái hạ tầng thông tin thì nó như thế nào? Thì với cái giải pháp của bên VSCO, đơn vị triển khai về điện nhẹ, âm thanh, ánh sáng và đã kết hợp với cái phần Smart City trong 2 năm qua, thì sẽ cái trình bày cái phần thực tế là ứng dụng trong cái dự án Waterpoint Nam Long ở Bến Lức, Long An. Thì em xin được phép bắt đầu. Thì với những cái tiếp theo cái phần mà trình bày của anh Sam là tất cả những cái hệ thống mà đô thị thông minh thì nó sẽ giúp ích cho ai? Thứ nhất, trong cái mục đích của cái phần mà Digital Twin thì nó sẽ giúp ích thứ nhất cho chủ đầu tư, cho nhà thầu chính và cho chủ sở hữu. Tại sao lại như vậy? Thì khi mà một cái mô hình đô thị thông minh như thế này thì nó rất là có các nhiều cái khu vực cần quản lý. Thì trong cái platform nó quản lý được bằng các hình ảnh trực quan, báo cáo tất cả những cái thống kê ở đây. Thì nó thống kê được những cái phần mà cơ sở vật chất, các tiện ích xung quanh. Rồi trong cái phần we hear you, go ahead. Yeah, go ahead. Yes.
Ok. So thì tất cả những cái phần ví dụ như ở đây là một cái thành phố thì nó tất cả có những cái hệ thống an ninh về CCTV, về các những cái sơ đồ, mà sơ đồ ở đây là sơ đồ nó sẽ là trực quan và nó sẽ gắn kết với các dữ liệu, với cái hình ảnh, với những cái vị trí được gắn kết với nhau, và nó sẽ quản lý rác thải, quản lý không khí, quản lý được các hệ thống điện và điện năng lượng, quản lý nước. Thì trên nền tảng này thì nó chỉ cái, nó sẽ tích hợp trên một cái nền tảng là trên cái platform của một website. Thì ở đây nó tích hợp tất cả các hệ thống, bao gồm ví dụ như hệ thống quản lý cái camera, giống như cái camera của anh Lê Quang Hiệp của PKAV, hay là một số cái thông tin về về phần mềm về chuyển đổi số của anh Nguyễn Trọng Tú từ FPT. Thì tất cả những cái hệ thống đó nó có thể gom lại và nó tích hợp trên một cái platform, bao gồm từ cái hardware là những cái trang thiết bị, cũng giống như cái software là các phần mềm, và nó được chia sẻ ở đây, nó chỉ chia sẻ cho đối tượng là cấp quản lý, từ chủ đầu tư, nhà thầu chính tới chủ sở hữu. Và cái phần mà digital twin nó xuất hiện trong cái giai đoạn nào? Nó xuất hiện từ lúc mà bắt đầu mà đang design, đang thiết kế các khu vực dự án, rồi từ cái thực tế đó nó sẽ cập nhật cái vị trí địa lý để bên design thiết kế đầy đủ và chính xác trong cái vị trí của mình. Trong cái phần mà công trình đang quá trình xây dựng thì nó giúp số hóa lại những cái cơ sở dữ liệu bằng những cái hình ảnh và trực quan. Và thứ nhất là cái phần lợi ích là nó cập nhật được và nó báo cáo được tiến độ một cách trực quan để cho các cấp quản lý dễ dàng ra quyết định của mình. Thì đây là những cái lợi ích khi ứng dụng về mô hình Digital Twin. Nó được gọi là cái mô hình song sinh giữa số, nghĩa là trong thực tế và trong online nó có cái cơ sở dữ liệu gần giống nhau, để thứ nhất những người có cấp quản lý có thể ra quyết định trên cái cơ sở dữ liệu là hình ảnh, thông số và trực quan. Thì cái những cái thông số và dữ liệu hình ảnh nó trực quan như thế nào thì em xin được phép cái phần mà cái demo một cái dự án, đó là Visco đã phối hợp với Graphico để triển khai cái dự án Waterpoint ở Bến Lức Long An. Thì ở đây là một cái không gian của một cái design. Thì ở đây là một cái design trước khi thực hiện dự án, và ở đây là đang trong quá trình triển khai dự án. Ở đây là mọi người sẽ thấy, ở đây là một cái không gian của Waterpoint. Waterpoint nó sẽ được gắn kết vào trong một cái bản đồ của thế giới, và ở đây nó đang tích hợp chuẩn và chính xác trên từng tọa độ, và trên tọa độ đó là đang ở là Waterpoint ở Bến Lức Long An. Thì cái trên tọa độ này, đây là một cái tọa độ thực, vì khi mà những cái con drone flycam bay thì nó sẽ cập nhật trên phần mềm đúng cái tọa độ và đúng cái vị trí địa lý, và vị trí địa lý và những cái sơ đồ này là sơ đồ thật 100%, và nó chứa đựng tất cả những cái thông tin vị trí và thông tin cả những cái chiều cao, cũng như là chiều cao của cái vật thể, cũng như là các kích thước của vật thể. Thì ở đây là một cái mô hình, ở đây mọi người sẽ thấy là ở đây là một cái mô hình 3D. Trên mô hình 3D này là mô hình 3D của không gian của toàn bộ cái dự án Waterpoint Nam Long. Cái tổng diện tích là 350 hecta, thì toàn bộ cái khu vực này là rất là rộng. Thì ở đây là đang những cái phân khu đang xây dựng phân khu, và ở đây là phân khu đang đã triển khai, và chúng ta sẽ đi tham quan được cái báo cáo được tiến độ. Ví dụ như đây là khu bus terminal, là cái khu mà trạm xe buýt. Thì trong cái trạm xe buýt này nó có cái gì? Trong trạm xe buýt này nó sẽ cho chúng ta thấy được là cái phần nào đã hoàn thành của cái dự án cái khu này.
và phần nào là đang trong quá trình xây dựng. Thì trong cái dữ liệu này nó bao gồm cái gì? Bao gồm tất cả những cái bản vẽ chi tiết của cái dự án lúc mà bắt đầu cái thiết kế. Trên thiết kế này thì nó giúp được cái phần mà so sánh với lại cái phần thực tế nó đang triển khai ở mức như thế nào. Và trong này nó cũng có cái bản vẽ về MI. Nó tích hợp luôn những cái bản vẽ chi tiết về các nguyên vật liệu, cũng giống như các hạ tầng gắn các thông tin điện, cũng giống như là các hệ thống camera an ninh. Các hệ thống Wi-Fi quản lý. Và trên cái này, nghĩa là trong một cái sơ đồ này, nó sẽ tích hợp những cái vị trí này là vị trí thực và cập nhật trên một cái tọa độ là không gian thực của vị trí thực. Thì đây là một cái dự án đang xây dựng. Thì trong cái khu vực này thì chúng ta sẽ chủ đầu tư cũng giống như là nhà thầu chính và chủ sở hữu thì dễ dàng biết được là cái tiến độ công trình đang tới đâu. Ở đây chúng ta sẽ đến một cái khu vực, đó là khu group house. Khu group house thì nó sẽ chứa đựng những cái thông tin của dự án. Rồi, trong cái khu vực group house này, chúng ta có những cái thông tin ở đây đang demo một cái là gắn một cái con CCTV nó chạy trên cái môi trường real time để nó cập nhật được các khu vực. Nghĩa là tại sao lại phải có cái platform này? Nghĩa là trong một cái khu vực rộng lớn của 350 hecta của một cái đô thị thông minh như thế này thì chúng ta không biết là cái vị trí camera hay là vị trí trang thiết bị hay là những cái khu vực của phần mềm của mình đang nằm ở đâu trong cái khu vực rộng lớn như thế này. Thì dựa trên một cái môi trường, một cái platform, nó tích hợp tất cả những thông tin này thì nó cập nhật cụ thể từng cái khu vực. Và chúng ta chỉ cần một cái khu vực này để xem và quản lý. Thì ở đây chúng ta có thể quản lý được các cơ sở vật chất của khu vực đã hoàn thành. Thì ở đây là cái khu vực mà sân banh đã hoàn thành, hồ bơi đã hoàn thành và khu vực sân tennis đã hoàn thành. Ở đây nó cũng chứa cái thông tin là quy định của khu vực để tham dự cái clubhouse, là để tham dự khi mà mình muốn sân tham dự cái phần mà chơi tennis thì mình muốn đăng ký như thế nào, khung giờ nào và wifi ở đây là khu vực gì. Thì đây là những cái dự án đã hoàn thành. Và đây chúng ta sẽ cập nhật được cái dự án, ví dụ như tiến độ công trình. Thì kế bên đây là những cái dự án đang trong quá trình xây dựng. Và những dự án đã xây xong, ví dụ như đây là những cái khu nhà mẫu, thì nó sẽ tiếp theo được cái phần mà cái khu nhà mẫu này nó sẽ được ví dụ cơ sở vật chất của cái không gian đang hoàn thành này nó như thế nào. Ở đây thì trên ở đây thì nó sẽ tích hợp luôn là những cái cơ sở vật chất bên trong. Thì ở đây thì mọi người thường sử dụng là cái số hóa hay là những cái cơ sở dữ liệu mà nó đã được miêu tả trong cái thực tế trên cái môi trường online. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là cái không gian của cái căn nhà ở bên trong nó được số hóa bằng cái môi trường 3D. 3D VR, giống như anh Nguyễn Trọng Tú vừa nhắc tới cái phần mà chuyển đổi số trong cái bất động sản. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy toàn bộ của một cái căn nhà. Ở đây cũng là cái mô hình 3D. Mô hình 3D này nó được số hóa và nó giúp cho cái phần bên bất động sản nó mình sẽ nhìn tổng quan của căn nhà và có thể mình tham quan chi tiết của cái căn nhà. Chúng ta sẽ đi vào bên trong của căn nhà.
Vâng. Đây, chúng ta đang đi vào cái căn nhà và xem cái phần chi tiết của cái không gian. Rồi, chúng ta đi xem chi tiết của không gian của tổng thể của toàn khu, như là những cái khu trong quanh nó đã được số hóa và đã được miêu tả bằng cái hình ảnh cơ sở dữ liệu. Ở đây là hình ảnh. Chúng ta có thể đi bộ tất cả các khu để xem cái không gian của bất động sản này nó hoàn thành như thế nào. Và có cái phần bố trí trang thiết bị nội thất cũng giống như là bố trí về không gian của căn nhà, nó có hợp với lại cái bản thân của mình là người mua hay không. Rồi, với những cái không gian trong cái phần cái không gian đó thì bao gồm cả không gian bên trong và không gian bên ngoài. Thì với những cái không gian bên ngoài thì cái số hóa ở đây là một cái hình ảnh VR 360 thực tế của khu Waterpoint Nam Long. Hiện tại tại sao cái phần này chúng ta sẽ đi xem là cái hình ảnh thực tế, là cái hình ảnh VR 360 là cái tổng quan của toàn cái khu nhà. Cái hình ảnh này là cái hình mà bus terminal, là trạm xe buýt mà chúng ta đã xem qua trên cái mô hình 3D. Còn ở đây là VR 360 là hình ảnh trên 2D, nhưng mà chúng ta sẽ xem rất là trực quan về các khu và các hình ảnh nó đẹp hơn. Nhưng mà nó tại sao cái vẫn là phải dùng cái phần mà phần 3D, tại vì trong cái môi trường 3D, cái digital twin nó chứa tất cả các thông tin về các cơ sở vật chất, có thể là đo được các khu vực, biết được vị trí, biết được các kích thước của từng cái khu vực. Để thứ nhất nó dùng để làm gì? Thứ nhất là tất cả những cái vấn đề này nó tóm lại trong một cái lợi ích của người sử dụng. Đó là lợi ích từ ai? Lợi ích từ chủ đầu tư, lợi ích từ nhà thầu chính và lợi ích từ chủ sở hữu. Bởi vì là mình sẽ có cái phần panel discussion ở phía sau, cho nên là những thông tin bổ sung về dự án của mình thì mình có thể chia sẻ sau anh ạ. Hiện tại thì cái thời lượng dành cho thuyết trình của mình thì đang bị quá rồi. Thì em xin phép là được ngắt lời anh tại đây và chúng ta tiếp sang phần panel discussion với sự tham gia của anh Nguyễn Nhật Quang là moderator điều phối của tọa đàm, và bốn diễn giả của chương trình sẽ là panelist của tọa đàm này. Dạ vâng, em xin nhường mic lại cho anh Nguyễn Nhật Quang điều phối và hello Mr. Baptist. I'm sorry, we are all Vietnamese and speaking Vietnamese, yes? So I'm not sure if translation is good for you, yes? But okay, we talk in Vietnamese mainly, okay? Xin chào tất cả mọi người tham gia cái cuộc thảo luận này. Chúng ta có khoảng 40 phút để trao đổi về các cái chủ đề mà chúng ta đã thảo luận. Tất nhiên là xoay quanh cái câu chuyện chính là các khu đô thị thông minh. Thì tôi với tư cách là moderator thì có lẽ là tôi cũng xin tóm tắt lại cái ý tưởng hoặc là cái chính, cái ý tưởng chính mà các diễn giả trình bày. Thứ nhất là về cái trình bày của bạn quốc tế, đó là ông Baptiste hay là ta gọi là Mr. ông Son với lại anh Khoa trong cái thành phố Hồ Chí Minh đó, thì cái đó là một cái rất là quan trọng, một khía cạnh rất là quan trọng của thành phố thông minh. Tức là như trong cái phần đầu thì tôi cũng đã nói, những cái thông minh phải được xây dựng quản lý một cách thông minh. Quan điểm ở đây là quản lý là quản lý toàn bộ vòng đời của một cái khu đô thị thông minh, quản lý toàn bộ vòng đời của khu đô thị thông minh từ lúc chúng ta quy hoạch ra, rồi chúng ta tiến hành xây dựng, rồi chúng ta vận hành, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa. Tức là thành phố được thiết kế ra vì người dân, nhưng mà cái sự vì người dân ấy, cái chất lượng dịch vụ ấy nó phải duy trì được, chúng ta phải tăng dần theo thời gian, chứ không phải là lúc mới mua nhà thì nó tốt nhưng mà sau đấy thì nó không tốt nữa. Thì đấy là cái quan điểm rất là quan trọng. Thì cái concept ở đây đặt ra là cái digital twin, tức là cái ở Việt Nam mình thì tôi hay dùng cái chữ là bản sao kỹ thuật số hay là cái song sinh số. Thì thực tế cái digital twin ở Việt Nam thì cũng chia sẻ với bạn Khoa với là ông Baptiste ở đây là gì, ở Việt Nam thì cũng xây dựng, tức là chính phủ Việt Nam song song với cái đề án 950, đề án thông minh, đề án 2500.
đây gọi là BIM, tức là mô hình thông tin cực kỳ, Building Information Modeling. Đấy, thì BIM thực chất nó là chính là cái mặt sau kỹ thuật số của công trình xây dựng. Thì công trình có thể là cái căn nhà, mà cũng có thể là cả tòa nhà, cũng có thể là cả khu đô thị hay thậm chí cả cái thành phố. Thì cũng là để cho các anh bên công nghệ thông tin thuần túy cũng hiểu cái chữ information model. Ở đây người ta hiểu cái chữ mô hình thông tin này giống như thế này, tòa nhà nó có thể có mô hình vật lý, ta chế ra cái nhà bằng gỗ thật nhỏ này, xong ta đưa nó vào trong các cái ống khí động tận thổi để xem gió máy trong cái nó như thế nào vân vân. Thì đấy cái đấy xưa nữa tôi gọi là mô hình vật lý. Thì còn cái mô hình toán học là chúng ta sẽ sử dụng một quan hệ cái hệ, các cái hệ phương trình tích hợp để mô tả cái hành vi của tòa nhà, là chúng ta có thể mô phỏng được khi gặp động đất thì tòa nhà nó sẽ ứng xử như thế nào. Những cái đấy gọi là mô hình toán học. Cái này chúng ta học đại học thì cũng đã biết những cái này rồi. Thế nên là thêm cái khái niệm mô hình thông tin, tức là một cái gì đó mà để phản ánh, để mô tả cái công trình xây dựng đấy từ quan điểm công nghệ thông tin, tức là thông tin vào ra như thế nào, người ta khai thác, người ta cần gì. Cái khái niệm BIM này là cái khái niệm rất là quan trọng của Digital Twin, nó là cái nền tảng. Thì tôi cũng muốn nhấn mạnh luôn cái phần trình bày của anh Khoa trước, phần trước thì ông Sotis là cũng đã nói, anh Khoa thì nói kỹ hơn, nói bằng tiếng Việt thì khán giả có thể, chúng ta có thể hiểu tốt hơn. Nhưng mà để ở đây tôi muốn nói cái mô hình ấy là rất là chi tiết, từ tổng thể toàn khu cho đến vào từng căn hộ. Đấy, thì tức là cái mô hình là nhiều cấp mà nó đi vào rất là chi tiết và nó lưu trữ được cái thông tin toàn bộ vòng đời của cái khu đô thị đấy, từ cái tổng thể cho đến cái chi tiết. Và nói về mặt hạ tầng thông tin thì nó có hai cái chuyện. Một là để trong cái bất kể cái gì nó thông minh, nhất là khu đô thị, trong cụ thể trong khu đô thị thông minh thì nó phải có hai thứ. Một là định danh, tức là một đối tượng phải có cái ID duy nhất. Đấy, thứ hai là định vị. Cái định vị ở đây là định vị trong không thời gian. Ngày xưa thì các khu đô thị mình hay nói GIS, tức là bản đồ sổ, xong gắn thông tin vào, thì cái đấy là để định vị. Nhưng mà bây giờ trong môi trường đô thị thì là chúng ta khai thác không gian 3 chiều, tất cả từ đất, lẫn sau này mai mốt, rồi drone bay và vân vân, thì chúng ta sẽ định vị nó trong cái không gian là 3 chiều. Hơn nữa khi định vị thì không phải là chỉ 3 chiều mà nó phải định vị trong không thời gian 4 chiều, tức là cái gì xảy ra ở đâu và khi nào. Đấy, đối với các đối tượng mà di chuyển trên cái ô tô thì lúc này nó ở vị trí này, mấy phút sau nó chuyển sang vị trí khác. Thì cái này xong AI camera nhận ra những việc này là định vị nó ở đâu trong cái không thời gian 4 chiều ấy cũng quan trọng. Thì thành ra là cái phần Digital Twins mà trong chỗ Disco anh nhận chỗ anh qua trình bày ý nghĩa của thì thấy nó là cái nền tảng để kết nối tất cả các thông tin khác lại và để nền tảng để quản lý. Và cũng đều cái dụng trên cũng sâu đến, tức là tất cả các hạ tầng kỹ thuật nó phải được quản lý trong một cái mô hình 3 chiều. Và để như vậy sau này các cái thiết bị thông minh của chúng ta lắp vào, kiểu như camera thì chúng ta phải biết vị trí nó ở đâu. Tại bản thân camera là cũng là cái thứ thiết bị tinh vi, cũng là nhiều tiền. Thì khi mà chúng ta như anh Khoa nói, có thể một khu đô thị nó để hàng nghìn camera, như vậy cái giá trị tài sản làm cho các camera nữa là cái vị trí quan trọng của camera đấy đối với lại cái chuyện an ninh an toàn chung của cả khu đô thị, thì chúng ta cần phải quản lý nó một cách chặt chẽ, kể cả việc sử dụng những cái đấy. Anh nói là bấm vào cái camera thì nó livestream hình ảnh, tiếp camera lên, thì đấy là một cái ứng dụng gọi là đơn giản của cái chuyện này. Nhưng mà sau này ngay cả khi quy hoạch thì lắp camera ở đâu, đối với nhà chế độ sản lắp camera ở đâu, lắp bao nhiêu cái, hướng nó về phía nào, vân vân, thì là đấy là những cái mà ngay từ khi quy hoạch phải có tính toán mô phỏng. Cho nên là cái phần digital twins mà của bên chúng ta qua trình bày ý nghĩa của nó là như vậy. Phần thứ hai thì anh bên BKV thì tôi cũng mới nghe tin BKV xuất định một số camera sang Mỹ đấy, mà tin rất tốt, rất là đáng tự hào, không phải là chỉ cho BKV mà là tự hào cho Việt Nam chúng ta, cho Make in Việt Nam. Thế và anh Hiệp đến đây là giám đốc BKV Global, tức là cái ông mà đi làm mang chung đi đấm nước người, chịu trách nhiệm cho BKV mang chung đi đấm nước người, một cái tin rất là tự hào như vậy. Thì đến đây chia sẻ với chúng ta là dùng cái đó trong cái context của đô thị thông minh như thế nào. Đấy, thì cái trình bày thì cũng rất là rõ, nhưng mà tôi cũng chỉ comment thêm thế này, tức là đương nhiên là thông minh, trong cái chữ thông minh ấy, thì tiếng mình Hán Việt thông minh là thông là tay tịch, minh là mắt tịch. Cho nên cái camera thông minh thì nó là một
nó ứng với cái phần marketing, thông minh thì mắt phải tinh, tai phải sáng, hoặc là mắt phải sáng, tai phải tinh, thì cái camera thông minh nó là phần thiết yếu, nó là phần thiết yếu. Tất nhiên nó không phải là toàn bộ câu chuyện. Đấy, thì không phải toàn bộ câu chuyện của đô thị thông minh, nhưng nó là phần thiết yếu, nó giống như con người của mắt mình kiểu như vậy. Nhưng mà nói chút đấy. Rất là dễ hiểu. Cái mắt đấy là cái thành phần mà không thể hiểu của các câu chuyện ở đây nó chỉ có là thế này. Hiện giờ chúng ta đang nghĩ đến các cái ứng dụng và cái chất lợi tạo. Đối với cô đô thị thông minh ở đây nó có hai cái ý. Một là các camera nó phải kết nối với nhau và nó kết nối với tất cả những cái khác nữa. Thế là bản chất của thông minh là cái kết nối, giống như thông minh là cái hệ thần kinh, nó phải các dây thần kinh để nó kết nối tất cả các bộ phận của cơ thể sống với nhau để nó tạo thành cái mình nó thu thông tin, nó xử lý và nó điều chỉnh, nó giúp chúng ta quyết định cái chuyện là hành xử như thế nào là các cái đấy phải kết nối với nhau. Nhưng mà một cái kinh nghiệm rất là quan trọng là đối với việc kinh doanh của TKV thì tôi cũng bật mí thế này, ngành xây dựng ấy là họ có quy định rất là chặt chẽ. Đối với khu đô thị trả quy hoạch 1/500 của khu đô thị mới thì nó phải có ví dụ như 11 cái hệ thống bản vẽ, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp nước, thoát nước, vân vân, kể cả phần viễn thông. Nên là phần viễn thông thì ngành xây dựng quần đơn giản nào trong cái đại biểu đi dây viễn thông xuống dưới kiểu như thế thôi. Nhưng mà trong đấy thì chưa có cái hạ tầng quan trọng. Thì như khi nãy tôi nói thì trong phần trình bày của tôi, cái hạ tầng thông tin là cái để phân biệt cái thông minh với cái chưa thông minh, và cái phải có cái hạ tầng thông tin. Và trong cái hạ tầng thông tin đấy thì hạ tầng quan trọng là một cái bây giờ là một cái cấu phần quan trọng của cái hạ tầng thông tin. Thì cái hạ tầng quan trắc đấy nó phải được đưa thành một điểm bắt buộc phải có trong khu đô thị thông minh. Thì khi mà từ cái chủ đầu tư bất động sản, từ công ty tư vấn thiết kế, khi tôi thiết kế khu đô thị thông minh thì tôi phải có một cái bản vẽ gọi là hạ tầng quan trắc. Và trong cái hạ tầng quan trắc phải nói là bố trí bao nhiêu cái camera, các nhìn hy vọng và camera thông minh của các bố trí camera gì ở đâu như thế nào. Và kiến trúc sư hay là các kỹ sư người ta phải biết cách là thiết kế và đặt camera ở đâu, hướng cái góc nào, chúc xuống hay là đi ngang, quan sát ngang hay vân vân. Giống như là người ta biết thiết kế tấm điện, người ta biết thiết kế hệ thống thoát nước, thoát lớp. Đấy, thì người ta phải có kỹ sư thành thạo để làm quan trọng đấy. Thì đấy là bằng cái ý thứ hai. Thì cái comment thứ hai ấy, là hạ tầng quan trắc và các thiết bị quan trắc thì phải kết nối, đấy, kết nối với nhau và kết nối với phần còn lại của đô thị. Khi nãy thì anh Tú ở bên FPT thì có đề cập đến cái IoT platform, đúng không? Thì không rõ là vì cả AV có kế hoạch phát triển IoT platform cho toàn bộ hệ thống quan trắc hay chưa, hay là có thể hợp tác với FPT để làm cái việc đó. Thì cái này là chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. Thế nhưng mà cái hạ tầng quan trắc tôi cũng nói không phải chỉ là quan trắc về nhà, tức là không phải chỉ có mắt, còn người ta có quan, năm giác quan, tức là có mắt, có tai, tức là mình phải có loa. Ô nhiễm bây giờ, ô nhiễm âm thanh cũng rất là lớn, hay là nhận diện loa âm thanh, chúng ta có thể biết các cái sự cố và có các sự cố người đấy là nào, người la hét hay cái gì đó. Thì công nghệ AI mà BKV đã làm chủ được trong cái chuyện sử dụng vào cái camera thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể mở rộng sang cái voice recognition đấy, là tính theo kiểu như vậy. Để ngoài mắt tinh thì ta có thêm cả tai phình, mà nếu mà mắt tinh tai phình mà tích hợp luôn trong một cái thiết bị thì nó cũng không đắt tiền hơn đấy, mà nó thêm mỗi microphone này anh thì biết thôi. Tôi chỉ nói về nguyên tắc là những cái mắt tinh tai phình, đúng không? Nhưng mà ví dụ ô nhiễm không khí, mũi ta ngửi chẳng hạn, cứu giác chẳng thế, mũi ta ngửi bây giờ chúng ta biết là PM2.5 của Hà Nội hay là của các thành phố Việt Nam mình thì thôi rồi, nó bơi đồng bằng sông Hồng là gọi là không nơi ẩn nấp. Sang đến cái khu thành phố Bắc là xanh sạch đẹp như thế, mình cảm giác là xanh sạch đẹp như vậy, PM2.5 rất là cao. Thì nó có cái giải pháp là thay vì người ta làm kiểm soát được không khí bên ngoài thì kiểm soát không khí ở trong phòng hay ở trong sảnh hay trong hành lang của các cái tòa nhà chung cư chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì cái đấy là cái cũng là cái quan trắc môi trường ấy, cũng là một cái cấu phần của cái kể cả tổng thể lẫn cái cục bộ, tức là các chủ đầu tư bất động sản họ có thể nói rằng là ok, môi trường 2.5 thì cả làng bị chứ không phải mình em đâu. Thế nhưng ví dụ như vào đến sảnh của chung cư là bắt đầu là màu nó xanh chuyển sang nhà rồi, nó không đỏ lẻ như bên ngoài nữa. Thế thì cái thời gian mà người dân người ta ở bên trong cái tòa nhà là bao nhiêu, ở bên ngoài là bao nhiêu, là người ta có các biện pháp giảm cái ô nhiễm cục bộ, giảm ô nhiễm tổng thể thì đấy chắc là việc của chính phủ, nhưng mà giảm ô nhiễm cục bộ thì các chủ đầu tư bất động sản cũng có thể làm được. Thì đấy là
tất cả những thiết bị quan trắc đấy nó cần tải nối với nhau trên một cái platform về IoT để tạo thành cái hạ tầng quan trắc của mình, để tạo ra cái ngũ quan của con người, con số giác, vị giác, rồi thứ giác, rồi tính giác, vân vân. Đấy, thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng BMW đã có công bằng như vậy, để hợp tác với FPT hay là tự mình phát triển. BMW là công ty rất giỏi về công nghệ, có thể tự mình phát triển những platform như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái hạ tầng quan trọng mà cố gắng thuyết phục. Tôi biết cục xây dựng bên cái session bên cạnh kia, anh Thái là cục trưởng phát triển đô thị và cái cơ quan thường trực đề án 950, anh cũng đang điều khiển cái seminar song song chúng ta ở đây. Thì bên cạnh anh đang rất là tích cực để xây dựng những cái này, thì một mặt thì các cộng doanh nghiệp cũng làm việc với cục xây dựng và các cục xây dựng nữa để đưa cái hạ tầng quan trắc ấy, được nói riêng cái hạ tầng thông tin nói chung và như một cấu học phần bắt buộc của cái khu đô thị thông minh. Nếu mà đưa được vào luật, đưa được vào quy chuẩn thì sau này ai thiết kế khu đô thị thông minh tuân quy chuẩn này của người ta, gần như là người ta có thể được chọn nhà cung cấp này, nhà cung cấp kia, nhưng mà tức là giống như chọn nhà thầu này là có khác, nhưng mà cái phần của nhà cung cấp đó thì cái đấy chính là cái ý của cái gen, tức là đưa cái gen thông minh vào, tức là quy định nó bắt buộc thế, thì sau này các khu đô thị mới nó được tuân cả nước mình sau này. Cả thành phố là thân yêu của chúng ta với cả nước, chúng ta sẽ thông minh, đúng không? Mình nhìn cái quay trở lại cái bên về cái dự án của chúng ta trình bày, thì là cả cái bản đồ khu ở những tháng như thế thì mình chèn luôn cái khu đô thị vào. Nếu mà tao hình dung các khu bên cạnh nó cũng như thế, nó dán lại với nhau giống như một cái tranh giác định, thì cái cuối cùng là đất mình sẽ thông minh. Thì đấy là cái ý tưởng chính của cái hội thảo ngày hôm nay. Bây giờ để quay vào và đi làm những cái, đấy là tôi tóm tắt lại những cái mọi người trình bày và ý nghĩa của tất cả câu chuyện này. Thì ví dụ bên FPT thì có cái giải pháp là quản lý chính xác, nó cũng là vòng đời của cái khu đô thị thông minh từ cái lúc, nhưng mà rất là đúng là tinh thần FPT là rất là kinh doanh rất giỏi, bám đúng vào cái người mà thực sự là mua cái này, tức là các công ty bất động sản thực sự là ERP cho bất động sản, tự động hóa các cái quy trình của khách hàng về quan điểm kinh doanh. Thứ nhất là về quan điểm kinh doanh, từ lúc ông mua hàng rồi tư vấn anh về sơ đồ tài chính như thế nào, thanh toán các thứ làm sao được thuận tiện cho đến lúc vân vân, cho đến khi vào về sau này ở trong cái khu đấy anh sử dụng dịch vụ gì thì anh sẽ thanh toán cái dịch vụ đấy, thì đảm bảo về chuyện kết nối khách hàng. Nhưng cái phần của anh đi có vẻ nhìn từ quan điểm của công ty bất động sản nhiều hơn. Thì nếu mà có một cái gì đấy, cái nghị về FPT thì là mình cũng là phải phát triển cái phần các cái tính năng mà nhìn từ phía của cư dân chung cư nhiều hơn, thì để cho hai bên cân đối, chứ không phải nhiều hơn mà tăng lên, để cho hai bên cái giải pháp nó thành cân đối, nó trở thành cấu phần bắt buộc của khu đô thị, chứ không phải như công ty bất động sản bây giờ có thể cân nhắc là mua cũng mua rồi coi rằng đấy là nhiều tiền quá hay ít tiền quá. Tôi có xin bật mí cái khu đô thị Long An 330 hectare này tôi đoán thì nhiều tỷ lắm, nhiều trăm triệu đô lắm. Thế nhưng mà bây giờ bỏ ra 1-2% cho cái hệ thống đấy thì mọi người sẽ đắt thế, đây là cứ nào cái đắt này này thì người ta sẽ tính tiền và chuyển bình thường và đưa công nghệ thông tin vào thì bắt đầu khó. Thì nếu như những cái hạ tầng thông tin đấy nó phải thành cấu phần bắt buộc của khu đô thị thì người ta sẽ thấy là chi phí đấy nó rất là rẻ. Thì đấy là chia sẻ về phía các cái vấn đề của FPT. Thì tôi nghĩ rằng là không biết là các anh có muốn bổ sung thêm gì vào không, xin mời BKB trước. Tập quan có một gợi ý rất là tốt để thống quan chắc cho khu đô thị. Thì cái này thì ngay sau buổi họp này, ngay sau buổi thảo này thì về cái cao phân tích và chắc là sẽ triển khai ngay để thúc đẩy cái yếu tố này như là cái cũng như bạn nói là một trong những yếu tố phát triển thì rất là tốt. Thế thì còn về về khoa thì chắc là lát nữa khoa chia sẻ, nhưng mà về cái comment của bạn Trời chủ một giải pháp của anh Tú là đứng về phía người dân thì em thấy ngay em ở chung cư thôi, thế em bây giờ dùng cái hệ thống của anh thì có thể biết là có bất cứ một cái sự việc nào mà muốn có cái liên quan quản lý, có cái cây xanh nó đổ, có cái thùng rác nó
rất là bừa bãi gì đó, mình có thể tương tác với ban quản lý ở trên app đó thì rất là tốt rồi. Vậy là như anh cũng nói là người dân là có thể là gì book lịch giúp việc theo giờ thứ, thì em nghĩ là cũng rất là gần như là không chỉ là đứng ở cái kia là người bán bất động sản mà là để người dân có thấy được giá trị khi dùng được cái giải cái nền tảng đó để tương tác hàng ngày thanh toán tiền lương tất cả như thế này thì rất là ok, em nghĩ rất là hay. Và cũng như bác cũng ở Quang vừa nói thì là hai anh em có trao đổi lề rồi là cũng sẽ ngay có ngay một cái buổi họp giữa hai bên để hợp tác, bởi vì BKV đang có một giải pháp rất là tiên tiến trên thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam, thì cái này hoàn toàn là bất động sản cũng là một cái lợi thế rất là tốt cho BKV ngay trong mặt của FPT đang triển khai thì còn là rất được rất là nhanh nhẹn. Xin mời chị Trần Tú. Cảm ơn Văn Quang đã góp ý cho em. Cảm ơn anh Trần cũng đã giúp em chia sẻ một số những cái trong cái chuỗi giải pháp của bọn em. Chính xác là FSD thì là nghĩ về tất cả những cái đối tượng người dùng. Trong chiến lược FSD năm 2020 thì một đường là hai cái chi cho toàn bộ sản phẩm do FSD xây dựng nơi chịu trách nhiệm. FSD sẽ dựa vào customer centric. Nên chúng ta coi khách hàng là trung tâm, tất cả những khách hàng, tất cả những người sử dụng sản phẩm dịch vụ chúng ta là trung tâm. Nên bọn em sẽ phải phục vụ tất cả những cái lượng khách hàng đó và hy vọng là càng ngày nó sẽ càng tốt hơn. Thứ hai là data driven, nghĩa là dựa trên nền tảng dữ liệu lớn, dựa trên những cái báo cáo phân tích chuyên sâu, dựa trên những cái hành vi người dùng, chúng ta cũng tối ưu cái hệ thống đấy và tốc độ hóa nhiều hơn. Thì nó giống như cái quá trình bọn em cũng đang đi trên cái con đường đó. Và cũng rất là cần các quan anh góp ý thêm về sản phẩm hoàn thiện. Và cũng muốn các quan cũng gợi ý để em và anh Hiệp có thể sớm để tăng cái nhau. Xin mời bạn Khoa trong đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Khoa có chia sẻ gì về lại sóng ngày này không? Thứ nhất là em rất là được vinh dự được kết nối với các anh, với lại bác Quang, anh Tú và anh Hiệp ở đầu cầu Hà Nội. Thì với những cái kiến thức mà các anh chia sẻ thì nó giúp ích được cho cái phần mà nó tích hợp được trong cái bản thân mà Visco, cũng là cái công ty mà nó tiền thân của Visco thì 26 năm đang triển khai về cái phần mà điện nhẹ, âm thanh, ánh sáng. Thì những cái công nghệ ví dụ như của BKV hay là của anh Tú về FPT thì đó là cái những cái phần cứng mà bên Visco đang triển khai trên thị trường, với những cái dòng sản phẩm mà Digital Twin là những cái về cái xu hướng về Smart City trong nó chỉ diễn ra với là Visco đã đang ứng dụng trong 2 năm qua và bắt đầu những cái bước đi nó còn rất là chập chững trong cái thị trường Việt Nam. Thì những cái công nghệ này nó sẽ bên Visco kết nối và là đối tác độc quyền và trực tiếp với lại bên Graphico là chỗ anh Sian, và với những cái công nghệ đó, và thật sự ra tại vì là không có nhiều thời gian để anh Sian trình bày, tại vì có những cái dự án mà bên anh Sian đã làm cho những cái dự án của bên Singapore nó rất là hoành tráng và nó cái cơ sở dữ liệu nó rất là nhiều. Và trong cái vì giới hạn của cái buổi tọa đàm nên anh Sam không có thể hiện hết được trong những cái yếu tố mà những cái chức năng mà cái phần mềm đó nó tích hợp được trên cái platform đó, nó quản lý được nhiều thứ từ cái phần cứng cho tới những cái phần mềm để mọi người dễ dàng ra quyết định, từ cái chủ đầu tư tới nhà thầu chính tới chủ sở hữu. Tại vì sau khi mình bán cái bất động sản 10 năm sau, nhiều cái hệ thống và nhiều cái cơ sở dữ liệu không biết là nó nằm ở đâu, nhưng mà với trên cái platform này thì nó sẽ lưu lại và để mọi người tiếp tục duy trì, bảo trì và duy trì cho cái bất động sản và cái thành phố của mình nó được thông minh tiếp tục. Dạ, yeah. Em xin hết ạ. Can you hear me? Oh yes, I can hear very well.
So, did you have any translation? And are you keeping in touch of what he's talking about? Yes, yes, I have very good translation, and so I like to comment. I think Dr. Kwan, you had a lot of very good inputs relating to what the future could look like, especially in relation to utilizing technology around design. You talk about air cons, HVACs, and M&Es, and elevation drawings. How do we bring this technical engineering design that's already there? And how do we bring existing systems like project management, Primavera, Microsoft Project, into your system? And also monitoring like air quality, water quality, internal temperature management, fire alarms, security systems. So the digital twin that we are talking about is trying to incorporate this existing investment and existing technology with new technology so that it becomes makes us smarter. The smart part about city is the people. It's bringing the different people with different experience and expertise and utilizing that to make one platform so we all can collaborate, we can discuss, we can understand each other and make faster, better and safer decision for the township and for the city. So I think Dr. Kwan, what you were saying is exactly what we our vision is to provide that one view that you can see all of your different interaction points of the city, from road management, drain management, underground water management, sewerage, overground lighting systems, traffic light systems, air quality management, CCTVs, and even later on, we want to talk about the marketplace, right? And I think that's where FPT is talking about bringing the citizens in to be able to create that marketplace so that they can have this exchange of goods that can sustain that city. And that's what I understood from the discussion, and I really like where we are going. I hope I have the opportunity to share in a little bit more detail and visual in the future. And thank you very much for the opportunity to share this morning. Thank you, Mr. Baptist. Yes, thank you for your presentation and your sharing. Yes. Okay, I'm back to Vietnamese for the rest of the audience. Yes. Và họ biết cách thiết kế và bây giờ thì họ bắt đầu chuyển sang thiết kế cả những cái kỹ thuật CCTV vào camera vào trong những cái thiết kế của họ. Tất nhiên là mọi thứ còn đáng mới thì vẫn là cái tình trạng hiện trạng. Cái thảo luận chúng ta hôm nay rất là hay, cũng hiểu bản tổ chức sắp xếp thế nào, bản quyền sắp xếp thế nào, nó ra rất là hay là có một cái doanh nghiệp thiên về triển khai các cái dự án bất động sản cụ thể hoặc là hạ tầng thông minh và tầng thông tin cho cái bất động sản cụ thể. Chúng ta có BKV là công ty rất là giỏi về công nghệ chế tạo cả điện thoại di động và đã làm được điện thoại di động Android rồi, thì tôi nghĩ là mấy cái phần còn lại thì chắc là lấy từ camera chính xác. Thế nên trong phần năm ra ngay thì tôi đoán là như thế, chính xác là rất giỏi, cũng là một cái loại là để mẫu. Về phía khác, chúng ta có FPT là công ty chuyên cung cấp các cái giải pháp thông tin lớn, các giải pháp ứng dụng cho Việt Nam và các lĩnh vực nói chung. Thì hôm nay thì cũng thấy là cái chuyện thành phố thông minh là quan trọng, là tương lai. Thế thì cho nên là FPT cũng để vào cái lĩnh vực này, và tôi nghĩ là những cái kết quả ban đầu này là rất là ấn tượng. Chúng ta có ba cái doanh nghiệp, và trong những có vẻ sau hội thảo chưa biết là khán giả ngồi xa với cái truyền hình từ xa thế này thì có nghe được rõ hay không, hay là không, nhưng mà ít nhất là thấy bốn cái ba cái doanh nghiệp ở đây là có vẻ kết nối được với nhau, kết nối được ngay với nhau. Nếu như Visco họ thiết kế khu đô thị ở trong kia, họ đưa luôn camera vào, đúng không, đưa luôn hệ thống thông tin của FPT vào, thì chúng ta có thể kết nối ba doanh nghiệp với nhau, và ba doanh nghiệp có thể kết nối với nhau để tạo ra những khu đô thị thông minh đáng sống cho người dân.
Đấy, bắt đầu từ một khu đô thị rồi chúng ta làm nhiều khu đô thị rồi chúng ta sẽ có một cái xã hội của mình hơn. Bây giờ quay trở lại là, tức là về các chủ đề của các lãnh đạo đó rồi, phần sau thì chúng ta có cái câu chuyện để chúng ta nhìn về tương lai. Dù sao đây là phản ánh cảnh tượng của chúng ta hiện nay, bây giờ chúng ta cố gắng nhìn về tương lai. Đấy thì khi nãy Diệp cũng có nói là chia sẻ với tôi rằng là thành phố thông minh, đô thị thông minh chắc chắn sẽ là tương lai chứ không phải đất sản. Cái này tôi nghĩ là có lẽ là các chuyên gia khác chắc cũng đều rất là tâm huyết với lĩnh vực này, để cung cấp giải pháp kinh doanh bằng chuyện mà tâm huyết với lĩnh vực này chắc cũng sẽ đồng ý với tôi thôi. Sau này thì các cái doanh nghiệp mà các cái dự án bất động sản mà thiếu yếu tố thông minh trong ấy thì có lẽ là sẽ khá là mất điểm trong cái chuyện cạnh tranh của bản thân các doanh nghiệp bất động sản với nhau, không phải của mình chính thống mà là của các doanh nghiệp bất động sản với nhau. Cái tương lai thì khá là, nên tôi chỉ muốn chia sẻ và cùng với các bạn để ý kiến các bạn thế này. Ví dụ tôi là trung cư lại đây để gọi camera thì anh nói có nhận dạng khuôn mặt để anh kể ra những thứ lớn nhận dạng khuôn mặt thế này thế kia, thế rồi thì nhận dạng biển số xe rồi xe ra xe vào vân vân là nhận được các cái dạng. Nhưng mà thế này thì tất cả những cái nhận dạng cái vẫn là mình trình bày cái khả năng của cái camera mình có thể làm được, việc xét về người dân, cái cần của người dân đối với camera, xét về cái cần của người dân là thế. Tôi ở trong khu chung cư, tôi đi về vẫn phải có cái thẻ tôi bấm vào thì mới mở được cửa cửa màu xanh, thế rồi vào bên trong lại phải có cái thẻ thì mới lại lên bấm được thang máy. Thế rồi thì ví dụ như là người bạn tôi đến chơi với tôi hay là bố mẹ tôi đến chơi với tôi thì lại alo đến đây là có khách đến hỏi đến căn hộ đấy thì có xác nhận hay không, ví dụ như vậy. Thực ra là công nghệ kiểm soát được hết cả, nhưng mà nó công nghệ có vẻ như nó là chưa thân thiện, nó không thân thiện. Thế thì bây giờ tôi để quên thẻ hay tôi không có cái thẻ thì sao? Nãy nay tôi đi làm về thì camera bảo ơi chú Quang ơi, hôm nay sao chú có vẻ mệt mỏi thế, hay là hôm nay sao chú có gì vui thế, đấy nó nhận dạng cho mình, nó tự động nó mở cửa cho tôi vào thang máy thì nó tự động nó biết là tôi, thì tôi bấm vào lên cái tầng của tôi là về lý là phải được. Bố mẹ hay người thân của tôi nếu mà đến check in một lần nhé, chụp ba bốn cái ảnh cao công nghệ như kiểu như là khuôn mặt ấy, thì chụp ba bốn cái ảnh được tôi với tư cách là chủ nhà, tôi xác nhận lần đây là người thân của tôi và có thể lên nhà tôi bất kỳ lúc nào. Nói ví dụ vậy thì lần sau bố mẹ tôi đến thì cái chung cư thông minh là cái khu đô thị thông minh ấy nó phải chào bác đến thăm chú qua là ví dụ đấy, chứ không phải là lại bắt là tôi lại QR code hay là vân tay hay là đấy, tức là khi mà mình nói về đô thị thông minh thì mình nhìn từ phía người dân, lấy người dân làm trung tâm, theo nghĩa cái lợi ích là một chuyện, cái lợi ích vật chất là một chuyện, những cái tiện lợi, tiện ích, cái sự thân thiện, đấy là một cái ý thứ hai mà tại sao tôi nói khi nãy mà nói cái thần dân cư thì bởi vì đa số các cái giải pháp bây giờ cho các khu đô thị là sẽ đặt cái quan hệ giữa dân cư với chủ đầu tư là khá tốt, tại liên quan đến khu tiền phí dịch vụ rồi tiền điện tiền nước rồi vân vân, cái đấy thì là cái liên quan đến hay là giấy tờ cần cái gì làm cái đấy rất là tốt. Thế nhưng mà cái kết nối giữa dân cư với dân cư nhá, bây giờ dân cư tất cả các khu đô thị đều có group ở trên Facebook hay là trên Zalo hay trên gì đó nhá, và người ta tự làm cái này, người ta trao đổi với nhau trên này. Thế nhưng người ta trao đổi với nhau cho nên đương nhiên là chủ đầu tư có thể kết nối với người ta, nhưng mà kết nối qua cái Facebook bên ngoài thì đương nhiên là phải tiền, nhưng mình lại không thu được dữ liệu, mình không phân tích được cái dữ liệu lớn mà người dân tương tác với nhau để mình phát hiện ra những cái thứ mà mình có thể cải thiện trong cái dịch vụ của mình để cho người dân hài lòng hơn. Ví dụ như vậy, thế thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng cái xây dựng cộng đồng dân cư, cái ý nghĩa của nó trong tương lai gần, tôi hy vọng rằng ba cái công ty như thế này đều là to khỏe. Disco thì sorry tôi chưa biết là bên Singapore sang họ có kinh nghiệm thôi, chứ còn bản thân công ty Disco thì tôi chưa biết, nhưng mà FPT với BKB thì rõ ràng là cũng là những cái tấm gương ở trong cái ngành công nghệ thông tin của Việt Nam. Thì các bạn nỗ lực với nhau ấy, thì cái tôi nói cái xã hội tương lai chuyển sang xã hội số, có xã hội số có công dân số, con người sẽ rất dễ bị cô đơn. Con người sẽ rất dễ bị cô đơn. Khi dịch Covid ra thì mọi người nói về cái social distancing, mọi người phải cách nhau 2 mét. Đấy, thì có một anh bạn tôi ở viện học sau ở Việt Nam thì anh có nói với mình, và không phải là đấy là physical distancing. Thế thì công nghệ, trách nhiệm của công nghệ thông tin
hay là các giải pháp mà thành phố thông minh như này để đảm bảo rằng là physical distancing nhưng mà socially thì là phải connected, tức là con người ta phải kết nối được với nhau về mặt xã hội. Đấy, con người phải kết nối với nhau xã hội mà kết nối có sự tin cậy, có sự tin cậy và kết nối theo đúng nghĩa là để tạo dựng ra các hệ giá trị mới tạo cho nền văn hóa. Thì kết nối giữa dân cư với dân cư là trong khu đô thị thông minh thì tôi cho rằng quan trọng hơn là cái kết nối với chủ đầu tư. Để kết nối chủ đầu tư là chuyện operation, thanh toán trả tiền, hỏi cái này cái kia, nhưng kết nối với dân với nhau. Tôi nói ví dụ này, nhà một bạn đây ở đây có thể có con nhỏ, phải có việc bận phải chạy đi đâu gửi con. Ngày xưa trong làng trong xóm thì mọi người biết nhau cả, là không xóm được. Bây giờ không ai gửi thế, tại vì mọi người không biết nhau, next door không biết, ngay cái căn hộ bên cạnh mình không biết. Nhưng mà có khi có bên nhà có bà cụ đang ngồi cô đơn buồn, có thằng bé thân thân trong hộ chơi thì bà lại thích quá, nhưng mọi người không biết nhau. Thì trách nhiệm của công nghệ thông tin là chính gì, là kết nối thông tin để mọi người biết nhau. Mọi người biết nhau thì mọi người có thể tin tưởng nhau, mọi người có thể giúp đỡ nhau, mọi người có thể nhắc nhở nhau. Trong một cái cộng đồng mọi người biết nhau là bạn sẽ không biết tắt người bạn. Nhưng mà ở cái nơi mà không ai biết ai thì viện đâu là bạn biết đấy. Đấy, thì chỉ tất cả những cái kết nối này trong cái đô thị thông minh, trong cái khu đô thị thông minh, trong cả thành phố kết nối cư dân với cư dân để mọi người biết nhau hơn, mọi người giúp đỡ lẫn nhau hơn. Như lúc nãy bạn ví dụ có khi nhau bắt mình chạy ở đây, mình chạy vào bệnh viện Bạch Mai khám những cái ông mà khám cho mình trong Bạch Mai, khi nhào lại chạy, nhưng mình vẫn thể chạy đến bệnh viện Bạch Mai rồi xếp hàng xong rồi các kiểu. Là vì sao? Tại mình không biết là ông ở bên cạnh, chỉ biết là hỏi ông có mở cái này mình đi đi bệnh viện gấp, còn ông mở không biết để ở nhà cho lên thuốc cảm sao. Thì cái đấy là cái mà thiếu kết nối nó dần tạo ra cái sự đứt đoạn, nó tạo ra sự hỗn loạn. Công nghệ số vào nếu mình không thích ứng nhanh thì tạo thì cái sự kết nối mà góp ý với FPT ấy, mà góp ý với FPT ấy là làm thêm tin nữa, tạo thành cái mạng xã hội luôn mini ở trong cái giải pháp của FPT. Thì mình phải tạo được điều kiện để mọi người kết nối với nhau. Và cái kết nối ở đây là có nghĩa là chia sẻ, có thể chích chát với nhau, có thể chia sẻ, có thể tập cái ảnh gia đình lên. Hay là bản thân từ ngày xưa cái văn hóa làm sao uống bia trong thời kỳ Covid là mình có thể là mỗi người trong một cái camera thì uống bia rồi uống bia chia sẻ như thế nói cái tôi luôn lẫn nhau để nhắc nhở lẫn nhau, thì cái đấy là quan trọng. Không phải camera giám sát nhé, rồi thì ông nào mà cứ rác bừa bãi thì phạt, cái đấy là cũng là một chuyện khác. Nhưng mà cái biện pháp nó không hay bằng là thôi có camera để mình mà vứt rác ra nhá, rồi thì cả xóm nó biết thì nó lại bảo cái ông hiệp này là làm chức thì to thế mà hay vứt rác đổi lại, thế là xấu hẳn, thế là không làm cái gì nữa. Cái camera nó đôi khi là ý con nói là liên quan đến là tạo ra ý thức mà cách nó là ý thức tốt con người, tự bản thân đã có ý thức rồi, tức điều chỉnh cái mình vào cái mức độ của xã hội. Mỗi nước khác nhau, văn hóa mỗi nước khác nhau, trình độ mỗi nước nghiên cứu khác nhau. Thì nên là phải áp dụng một cách phù hợp với từng địa phương đấy. Ví dụ cái camera chẳng hạn, ở cái bạn có vứt rác mà bắt được thì đôi khi lắp một cái camera đấy ở đấy thôi, mọi người nhìn thấy cái camera đấy nó chạy hay không chạy, không có chạy đấy, mọi người sẽ tự nhiên có thêm một chút ý thức là thôi tôi để rác vào cái thùng rác đấy cẩn thận hơn. Đấy, đôi khi là nó chỉ là những biện pháp kỹ thuật rất bình thường như thế, nhưng mà nó không phải thay đổi kỹ thuật được. Đấy, còn nếu mà cả một cái đường phố dài như thế mà mình lắp camera hết thì chắc là không phải vứt rác được nữa, thì nó sẽ thay đổi kỹ thuật rất. Chính xác là đấy, chính xác cái ý tôi là như vậy. Tức là khi mà con người kết nối với nhau, mọi người biết nhau, mọi người cảm thấy là mình làm cái gì thì có nhiều con mắt người ta nhìn vào điều chỉnh hành vi. Bình thường thì ta nói là nhân chi sơ là tính bản thiện, nhưng mà không có giám sát gì thì có khi chi sơ là tính ẩu tả. Cho nên là có những cái, nhưng mà cũng đừng giám sát quá đúng mức mà cảm thấy là mất cả cái privacy, mất cả cái tự do cá nhân thì cái liều lượng như thế nào thì cái bản thân là sẽ đúng, tức là phụ thuộc vào, tức là đòi hỏi thời gian và phụ thuộc vào cái địa điểm cụ thể. Nhưng mà quan điểm có lẽ là thế này, đến liều lượng đến mức nào có lẽ cũng để cho chính cộng đồng dân cư người ta quyết định, chứ không phải là các nhà kỹ thuật, các nhà cung cấp giải pháp hay là chủ đầu tư với lại ông kết hợp đơn bên camera bắt camera khắp nơi để thì có thể gọi là cái này liều lượng đến mức nào thì để cho cộng đồng dân cư điều chỉnh cái này. Đây, FPT có comment về những cái con xây dựng được cái cộng đồng, có xây dựng được cái làng xã ở trong khu đô thị thông minh. Vâng,
Cảm ơn Quang. Đấy cũng là trong cái lộ trình xây dựng sản phẩm của bên em. Từ cái việc mà kết nối cơ bản nhất là kết nối cả nhóm cư dân đến ban quản lý, cư dân lẫn nhau trong các cái sử dụng sản phẩm dịch vụ, cư dân đến những cái sản phẩm tiện ích xung quanh, thì nhu cầu tất yếu đấy sẽ kết nối để cái chuyện là những cái nhu cầu xa hơn nữa, ví dụ như những cái không xảy ra thường xuyên, ví dụ nhu cầu là kết bạn, nhu cầu là đi du lịch cùng nhau, nhu cầu là thành lập những cái hội về nghệ thuật. Xa hơn nữa, ví dụ như là thực tế là bọn em đang thử nghiệm triển khai một số khu vực như em rất là thành đạt thành đạt chúng ta, thì một cái cản trở là em không thể sắp xếp được lịch vụ được, thì không một nơi nào có thể nhận em để dạy em làm. Thì tuy nhiên là trong khu nhà em rất nhiều anh đánh giá rất rõ, và cơ bản là anh không có nhu cầu dạy để kiếm tiền, mà anh có nhu cầu dạy để cho mình biết là đấy. Thì cái việc là khi mà bọn em có một cái tính năng mà báo cáo anh sử dụng rất nhiều, mà lại vô cùng là thứ mà đầu tiên mà em rời đi, thế là survey sát. Thì khi mà bọn em đưa cái tính năng khảo sát vào ấy, tất cả mọi người khi mà được hỏi có nhu cầu kết nối lẫn nhau hay không, thì 92% của cái khu nhà em và thay đổi là người ta có nhu cầu kết nối với nhau để hỗ trợ nhau trong các vấn đề. Người ta không quan tâm đến sản phẩm dịch vụ như vậy, người ta muốn cũng như anh biết là muốn biết nhau, muốn tin tưởng lẫn nhau, hỗ trợ nhau. Thì chúng ta ở cùng một khu, chúng ta có một cái câu là bạn anh em xa hơn là những người yêu. Đấy thì bạn có anh là may mắn là cả tầng em gặp nhau, có sinh hoạt là hàng tháng, thì từ đấy nó làm cho em có ý nghĩ là mình nên nhân rộng cái sản phẩm, mở rộng tính năng của mình hơn, để kết nối. Và trước chúng ta bây giờ công nghệ để kết nối con người với nhau, thì đấy cũng là một trong những cái định hướng của mình trong thời gian tới. Thì đấy thì tôi cũng muốn nói lại, khi nói về thành phố thông minh, đô thị thông minh thì chúng ta hay nói về IoT, lên công nghệ là hay thích thì liệt kê cái gì nghe có vẻ nó quay. Big data, AI, rồi thì IoT, cloud, rồi giải pháp những cái vật dụng AR, VR, những cái vật như vậy là nhắc rất nhiều. Nhưng mà tôi ở đây tôi muốn nói trong cái đô thị thông minh, chính xác một đô thị thông minh một cái rất là quan trọng là hạ tầng thông tin phải đảm bảo cái IoT, tức là Internet of Everything, tức là kết nối không chỉ thiết bị mà là kết nối cả con người, kết nối con người với nhau, kết nối con người với cái hạ tầng vật lý của khu đô thị. Rất là quan trọng. Thì có lẽ là chủ đề là anh Khoa có ở trong Hồ Chí Minh có bình luận gì vào cái câu chuyện đang nói ngoài này không, tương lai của khu đô thị của anh như thế nào anh thử. Thì trong cái phần mà đô thị thông minh thì chắc chắn là nó không có thể là chỉ có một hay là một vài đối tác ít đơn lẻ có thể triển khai được, và nó phải là một một đơn vị mà có sự kết nối với nhau chặt chẽ, bao gồm rất là nhiều công ty và có ra nhiều cái giải pháp để cùng nhau nó tích hợp vào trong cái một cái đô thị thông minh. Vì nó rất là nhiều cái nhiều thứ, từ cái nguyên vật liệu cho tới phần cứng cho tới phần mềm, và nó không phải là một cái đơn vị nhỏ lẻ mà có thể là ôm trọn được cái một cái giải pháp lớn và tổng thể như thế này. Thì đó là cái sự mà rất là bên phía Visco thì rất là mong được kết nối với BKAV và FPT, và với sự giúp đỡ của anh Quang, thì đấy là cái sự kết nối giữa cái Visco nó không còn là trong cái triển khai ở trong miền Nam hay là triển khai ở trong Hồ Chí Minh, mà đâu đó nó còn cái những cái dự án ở Hà Nội và có thể là thử nghiệm hay là thí nghiệm hay là bắt đầu với một cái giải pháp digital twin cho một cái dự án nào đó. Để thứ nhất là tại vì cái dự án này nó trên cái mặt tổng thể nó không có gắn, nó trên một cái bản đồ nó kết nối toàn bộ với nhau, nghĩa là nó không có nằm riêng rẽ từng cái một, mà trên cái hệ thống này nó sẽ kết nối của tất cả những cái thành phố từ Bến Lức, Long An, Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng hay là tới Hà Nội, để nó tạo thành một cái Việt Nam thông minh, chứ nó không còn dừng ở lại một cái khu mà Waterboy thông minh hay là Bến Lức, Long An thông minh hay là Hồ Chí Minh thông minh, Hà Nội thông minh, nhưng mà nó sẽ kết nối vào để tạo thành một Việt Nam thông minh. Dạ, em xin hết ạ.
đến đây là thời gian của chúng ta là hết. Rất là cảm ơn bạn Khoa là có cái chia sẻ, và cũng chúc Visco sẽ tiến ra thị trường Hà Nội, cố gắng tìm được khách hàng triển khai thử cái ở Hà Nội để chúng ta xem cái digital twin của Visco như thế nào, và thử xem cái quan trọng hơn là kết nối các cái nhà cung cấp, các nhà tích hợp giải pháp để chúng ta có phối hợp các cái lực lượng tốt nhất ở trong Việt Nam để xây dựng những cái khu đô thị ngày càng thông minh hơn. Xin cảm ơn. Bây giờ tôi xin trả lại mic cho ban tổ chức. Em xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ và thảo luận hết sức sôi nổi của các anh diễn giả trong buổi hội nghị ngày hôm nay. Và đến đây thì em xin phép khép lại hội thảo đầu tiên của chuyên đề 1. Và nếu như không còn ai có câu hỏi nữa thì em xin kết thúc hội nghị tại đây. Và trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Chuyên đề 1 thì chúng ta sẽ còn một hội thảo số 2 vào chiều nay, bắt đầu từ lúc 13:30, thì rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của các quý vị đại biểu ạ. Cảm ơn rất nhiều. Đó là thêm